Nhà Đức coi đến cái công đoạn mà có cái cô cũng có cái tâm lớn mà giàu đó, mà ra tòa mà ở tù 3 năm á. Nói cái bà này cái tính bà cũng sân si giống tôi, cũng thẳng thẳng chứ không phải chuyện giỡn đâu, mà cái tâm thiện không ác quý vị. Nó thiệt, cái bà đó mà bả mà nghe Đức giảng là bà đó sau này ghê lắm. Đó. À, nó thiệt tình mà nói, mà ở tù mà 3 năm mà vô đó mà nghe như Đức giảng đi, 3 năm sau ra là cao thủ chắc chắn luôn á. Làm gì cho chúng sanh được mà lại là trở thành con người biết điều chỉnh. Tôi ngày xưa cũng thẳng, nếu thẳng như ngày xưa mà như bây giờ chắc đứt đường lâu, té xuống hầm cá cha lâu lắm, mà chứ không có tồn tại tới giờ đâu. Xưa thẳng thấy ghê không, sực người ta. Bây giờ giết rồi, tôi có thẳng thẳng nhưng mà tôi không có nói ai chứ. Có ai nói được tôi nói tên ai đâu. Mà tôi có nói cái tên ai tôi cũng biết cái tên đó, tôi không tác dụng phụ tôi mới nói. Chứ đụng với mấy người tác dụng phụ tôi không nói. Nói mé mé chơi gì được không? Mé mé chơi gì đi ra. Ai nói gì được nhau. Lấy bằng chứng gì nói được mình, đúng quý vị? Đừng có chỉ trích tên tuổi người ta. Hiểu không? Nói mé mé chơi được không? Tôi có miệng tôi nói mé mé chơi vậy đó. Làm gì tôi? Nó nghe rồi tự sửa nhau. Không sửa rồi thôi. Muốn tức cũng không nói được gì mình. Vì mình có nói tên tuổi ai đâu mà nói mình được. Hiểu không? Khó. Đừng có chỉ trích người ta. Đừng có nêu lên quê quán, dòng họ, chòm xóm, xứ sở, nhà cửa, địa chỉ chỗ nào, công ty tên gì. Đừng có nói ra. Nói là dính á. Hiểu không? Nó nên khéo vụ đó lại. Bả mà nghe những đức cái là bả đặc biệt lắm á. 3 năm sau bà xuất hiện, bà ra ngoài bà làm từ thiện bao nhiêu chỗ. Nhưng mà bà đó là cứu người thế gian không tu. Còn bà kết hợp với tôi bà cứu chúng sanh tu nè. Nó dữ đúng không? Trời ơi, chúng sanh mà đưa nó về cực lạc đó, đây mới là cái thật sự đại công đức nè. Làm cái việc này mới ghê. Nà, bây giờ hòa thượng còn đắc đai quá trời luôn. Xây mấy ngôi chùa nó nuôi người già hết đi. Khi mình còn tại thế gì nè quý vị. Xây lên xong á, ấp người già vô cho nó đầy chùa hết đi. Rồi xong mình chết đi, ở lại nó phải làm chứ làm sao. Thấy không? Đời những đức với hòa thượng đi qua rồi, rồi sao nó phải làm. Vì theo cái nguyện đó nó phải làm thôi chứ làm sao. Mình gầy dựng hết đi cho nó làm. Chứ không gầy dựng sao mà làm. Ai mà gầy dựng lên được. Cái nền của những đức có nên những đức gầy dựng cấp kỳ à. Mà những đức có duyên nhận người già chứ không có giỡn đâu quý vị ô. Chứ không phải rằng là ai cũng có đi ngủ người già về được đâu chàng. Có nhiều ngôi chùa muốn nuôi người già mà kêu mấy bà già về bắt có gì đâu. Mà tại sao mấy bà già bắt lụm cụm mới đi tìm những đức. Ồ, có nhiều bà già chưa thấy đâu, cà chống gậy đi lụm cụm. Thầy Đức ơi. Khi mà trên cung tăng mà bà đứng ở dưới, thầy Đức ơi. Nhìn xuống tưởng đâu ai kêu. Ai vậy? Bà nói, tôi thầy Đức ơi. Bà xuống hỏi, ô bà cụ, bà đâu bà cụ? Tôi tìm thầy. Nghe thầy nói chuyện lâu quá mà chưa có biết mặt thầy. Nó mà nhìn tới coi, không có thấy thầy. Ông thấy hôi mặt trời, ngộ ghê. Lạ chưa? Không mà mấy bà già có phái như Đức quý vị ơi. Quý vị còn phái chứ mấy bà già. Nên á, có cái ông kia, ông đi tu chung với vợ ông. Ông nói một câu, tôi thấy bà lúc này hơi lậm ổng rồi đó nghe. Bà coi bà cẩn thận đó nghe, tôi thấy cái gì đâu mà nghe giảng rồi thấy mà mê mẩn hết trơn, kỳ cục tí kia. Nó thì nghe thì phải mê mới nghe được. Còn cái tình cảm tôi dành cho ông thôi. À đúng rồi. Nó không mà nói chuyện vui quý vị ơi. Chứ gì mình đi tu hành ai mà cái mấy cái vụ mà tình cảm tào lao. Hiểu không? Nó là quý nhau nó mới nghe pháp được. Nó quý nhau mới nghe pháp được. Thật sự mà nói những đức không có cao xa quý vị. Trong cái cuộc đời mình thường sợ cái tác dụng phụ là bị tác dụng phụ. Đừng có cái gì cũng sợ tác dụng phụ mình. Có nhiều người ta gặp như thế ta nói nè, con sợ thầy có khi mà xe chống đồ cái đầu một số mấy cô sồn sồn xin ké đi ké
rồi sợ bị mang tiếng mang tai. Tôi nói tôi có tiếng tai gì đâu sợ mang. Tôi là không bị mang tiếng mang tai vì tôi quá nhiều tiếng tai nên nó mới không bị tác dụng phụ. Chứ nếu như tôi không có tiếng tai gì thì nó hình thành mau lắm. Thì giống như một tờ giấy trắng mà nó chỉ cần một miếng mực văng vô thôi thì quý vị thấy miếng mực liền, đúng không? Còn tôi thì cái tờ giấy này nó lem luốc hết trơn rồi, còn sợ cái gì nữa. Trong cái cõi đời này muốn độ sanh thì bạn phải là một tờ giấy lem luốc, bạn mới độ sanh được cái cõi đời này, hiểu không? Còn bạn muốn bạn trở thành tờ giấy trắng của thế gian, rằng là giữ nó nguyên vẹn, không có cửa đó đâu bạn. Ai cho bạn là tờ giấy trắng? Nên bạn trước nhất muốn bạn không bị tác dụng phụ thì bạn hãy cho bạn là tờ giấy lem luốc đi, thì bạn mới độ sanh trong cõi đời này. Nên tôi không bao giờ bảo vệ những cái mà tôi bị tai tiếng. Khi tôi bị tai tiếng gì tôi đều nói à đúng rồi. Tại vì ngày xưa mà tôi bên cạnh một vị thầy nổi tiếng, ông thường bị tai tiếng là ông lên ông điều chỉnh, ông nêu sự việc đó là vậy không có, thì càng cực với nó. Tôi ở bên kênh bên cạnh tôi kinh nghiệm, tôi nói nếu sau này tôi có cơ hội được như ông. Nhưng mà ai mà ngờ mình có tiếng tâm, mình nói thấy một câu nếu sau này tôi có tiếng tâm như ông thì lỡ tôi bị tai tiếng tôi sẽ không bào chữa, mà tôi nói tôi như vậy được không, thì nó hết nói được quý vị. Hồi xưa mà bên cạnh vị thầy mà lâu lâu nào nó nói ông thầy này chắc bán bạch phiến cái gì nè, ông có tiền nhiều nè, thì bắt đầu cũng lên bào chữa. Cực cấp đó mình nói à kệ tôi, bán được thì bán kệ tôi, công an tìm được thì bắt tôi thôi, đâu phải bắt mấy người đâu. Tại vì mình có dính đâu mình sợ. Mình nói vậy nó nghĩ nói gì, nó đâu có tác dụng phụ được quý vị. Nó, hiểu không? Nó. Nên hồi sáng nhà Đức nói chuyện với chúng ở dưới, nhà Đức nói một câu nè. Quý vị biết rằng đa phần chúng ta là chúng ta bị tác động, dính. Thí dụ như chồng mình nó chửi mình cái là cái mặt mình vậy nè, mai mốt đừng có mặt gì nữa, đổi lại. Quý vị nhớ tôi đã từng nói không, ngày xưa tôi bị chửi hoài, tôi nghĩ là cái cách khác, tại vì cố gắng để cho đừng chửi nhưng mà nó cứ chửi. Cuối cùng tôi nghĩ là cách khác là suy nghĩ tại sao mày không chửi đi. Khi nó chửi mình phê lắm quý vị, tại vì mình nghĩ rằng là chửi đi thì nó chửi mình là ngay cái mục rồi. Giống như mình thèm ăn chửi thì nó chửi mình cái là mình no liền, nó ngon. Nhưng mà mình ói ra mình ngán rồi, nhưng mà nó chửi vô quý vị chịu không nổi, ghê lắm. Nên mình phải tiêu hóa chửi được. Hai cái cách khả năng quý vị phải là tiêu hóa chửi. Quý vị mà có khả năng này là số 1. Tiêu hóa chửi, hiểu chưa? Chưa từng nghe đúng không? Văn tự này chưa nghe đúng không? Mới nghe lần đầu. Tiêu hóa chửi bằng cách nào? Khi họ chửi quý vị thì quý vị đừng có sụ mặt. Vì khi bị sụ mặt là bị tác động. Nó chửi dính ngay mình nên mình sụ mặt. Còn nó chửi mình không tiếp nhận. Nó không dính mình nên nó chửi mình làm nè. Đúng không? Vì có tóc mà tôi không có tóc là lấy gì vuốt. Hiểu không? Nên từ hôm nay mà ai mà chửi mình thì tôi có cách của tôi là vuốt luôn mũi. Mỗi lần bị chửi là vuốt luôn mũi, hiểu không? Nó. Còn quý vị có tóc thì làm theo kiểu có tóc. Mỗi lần mà chửi quý vị làm nè. Rồi quý vị đem cái hộp mà trang điểm ra. Khi bị chửi là đem cái hộp trang điểm ra. Nếu như bị niệm Phật vượt qua được thì niệm, còn không được thì dùng cách khác. Ta là đem cái hộp trang điểm ra, bữa nay trang điểm bữa coi làm đẹp coi. Ý nhắc mình là cái mặt này không được sụ nghe. Hiểu chưa? Đó, vậy thì bị tiêu hóa chửi rồi. Cái người mà chửi bị họ sẽ mệt, cực kỳ mệt luôn. Còn khi quý vị biết họ mà chửi mình mà mình sụ mặt á, là nó khoái chửi mình lắm. Mình mệt, nó chửi mình tiếp nhận nên cái chửi nó đẩy vô mình dính thôi. Nên mình mệt. Còn khi nó chửi mình mà mình tiêu hóa chửi được là nó mệt. Hiểu chưa? Mà nó mệt rồi là mai mốt nó không dám chửi nữa nghe. Đừng nói chuyện dẫn chơi á hả.
Đó, còn mình càng dặn là nó càng chữ. Mình càng bị kích động thì nó càng nói. Trong cái cõi đời này nhớ nè, vì càng kích động thì nó càng nói. Nên từ nơi đó nó mà chỉ càng nói mình một cái là mình không bị kích động là mai mốt nó không nói nữa. Như những đức ai nói làm gì cho nó mệt thêm. Nói gì cho mệt thêm, nó thiệt luôn. Vô hiệu hóa. Nó không có tác động được. Dù như nói như đức, dù như giờ cái thứ ông thầy gì đó mà gặp con gái mê thì ghê. Nói ai mà không mê. Tại vì không có thôi. Chứ có ai mà không mê. Cái cõi này mà không mê sao đến đây. Hiểu không? Cái cõi này mà không mê nữ sắc sao đến cõi này. Ái không diễm không sanh ta bà. Sanh ta bà là do từ cái tâm ái đó mà sanh ra ở đây. Vậy thì nói mê đúng rồi. Đúng không? Trời ơi, đừng có nói trẻ. Già hết xíu quách còn mê kìa. Già hết xíu quách còn mê kìa. Nói cho vị nghe đó. Cái tâm nghiệp. Cái tâm nghiệp nhớ. Bởi vì cái bài giảng nè, dùng phương pháp nào để phát tâm Phật mau nhất? Niệm Phật. Già hết xí quách mà vì sao tâm nghiệp nặng? Đây nè, cho quý vị biết nè. Già, cực kỳ già. Cái cô chăm bà cụ, mấy bà già, bà nói rõ ràng, bà nói già vậy đó thầy. Vô nhà thì xin tắm. Lấy cái vòi nước xịt vào cái bộ phận của mình để vui, thích. Ghê chưa? Già đó. Cái tâm chứ đâu phải là già cái thắng. Cái tâm nó ẵn nhẹm cái tâm. Chứ biết nó không đơn giản đâu. Cái cõi này là cái cõi mà tâm tham ái, tham dục. Diệt nó hả? Bạn không có cửa đó đâu. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Bạn chỉ cần có cái tâm tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh. Bạn rất muốn giảng sanh thì cái tâm kia yếu lại. Yếu lại. Hiểu không? Giống như cái thằng dục dưới cái dưới Phật. Quên nói thằng Phật. Cái thằng dục với Phật. Phật tánh mà mạnh lên thì cái thằng dục yếu xuống. Nên quý vị phải phát Phật tánh cho nó mạnh. Mà muốn phát Phật tánh thì muốn giảng sanh cho mạnh thì cái thằng dục nó nhẹ. Nó nhẹ. Nó nhẹ nghe không? Nó nhẹ nhưng mà nó nằm đó đó. Nó nằm đó đó. Chừng nào Phật tánh quý vị yếu thì nó phát lên lại. Nó mà diệt nó trong cõi này. Cõi này nó làm chủ. Cõi này nó làm chủ. Cái cõi ta bà này ai làm chủ? Tham sân si làm chủ. Như vậy thì cái cõi thế giới cực lạc ai làm chủ? Phật tánh làm chủ. Nguyên lý này vì phải hiểu. Đừng nói chuyện đùa. Ngày xưa mà tôi mới vô chùa tu thì tôi thấy nhiều người nghe pháp mà không hiểu. Thờ đó tôi nhìn tôi cũng biết. Nói mày bức chắc chắn luôn. Đố mày tồn tại. Hai vợ chồng sống chung với nhau, tự nhiên nghe pháp không hiểu. Cái nhà tự nhiên phân làm đôi. Vợ ở bên, chồng ở bên. Vợ nấu cơm xong đưa tô cơm cho chồng ăn. Mỗi bên ăn xong lo niệm Phật. Như đức nói mày chết. Chết chắc luôn. Chờ xem đi. Đúng rõ ràng nửa năm sau đá bức tường. Văng bức tường nhào qua chụp con vợ. Chụp con vợ xong từ đó về sau nghỉ tu luôn. Vì thấy trong nửa năm một năm cực khổ cố gắng tu. Nhưng bây giờ rồi xong rồi tiêu, mắt tiêu. Thêm cái câu tình chấp là gì? Một niệm sai lầm phá cái rừng công đức. Nghĩ rằng bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng đã gây dựng được chút công đức phước báo. Bây giờ đá đổ hết trơn. Thôi còn tu gì nữa? Đó mới là cái chết. Cái duyên phước đức của quý vị là nằm trong tự tánh Phật quý vị viên mãn. Nó vừa mắt đi và nó quay lại giống như lật bàn tay. Có mắt, có mắt, có mắt. Hiểu chưa? Sao mà nói mắt gì? Mắt cái gì? Chỉ là trong kinh văn để nhắc nhở mình phát Phật tâm, để duy trì phước báo nhân duyên công đức. Chứ mắt cái gì mắt?
Có rồi mắc. Nó quay vòng vòng vậy đó quý vị hiểu không? Nhưng mà con người ta lại chấp là tôi giữ hồi cấp tớ bây giờ lâu vậy là giữ, còn bây giờ mắc hết rồi. Nên cuối cùng người ta bỏ đạo luôn, đi thẳng đường nghỉ tu luôn, đó mới chết. Đó, nên cái cách những đức chia sẻ là quý vị còn gượng gạo được đó. Gượng gạo được đó. Thì thấy mình có cơ hội còn gượng gạo lại, đúng không? Còn nhiều người là người ta chém thẳng quý vị một phát luôn. Quý vị được là quý vị là căn cơ quá cao. Còn đa phần mình là căn cơ thấp nên mình rớt đại chứ. Nó nên nghe tôi giảng không đến nỗi phải bỏ đạo. Tại vì cỡ nào vẫn còn cơ hội, vì mình còn sống mà. Còn sống thì còn cơ hội, đúng không? Coi cô kia, cô gặp như đứa, cô hỏi: dạ thưa thầy, con niệm Phật mà cái tâm mà tham ái con nó quá nặng thầy ơi thầy. Gì làm sao giảng sanh? Giảng sanh? Trời ơi, sao thầy nói mạnh dạn vậy? Tôi mới nói mạnh dạn. Bà tham ái cỡ nào? Nói, trời ơi, khó nói quá thầy ơi. Tham dữ lắm. Nói, tham cỡ nào? Tham một ngày muốn mấy lần luôn thầy. Tham dữ gì? Ai chịu nổi bà? Hiểu không? Gì mà bà niệm Phật giảng giảng sanh? Bà ném đi, bà niệm bà giảng sanh chắc chắn. Lỡ con giảng sanh thì sao thầy? Không giảng sanh thì thôi. Chuyện đó của bà, đâu có chuyện của tôi đâu. Nó hỏi tôi nói là có thể giảng sanh và chắc chắn giảng sanh nếu bà niệm Phật. Hiểu không? Bà nói lỡ không giảng sanh, bà hỏi lại câu này là bà không tin rồi. Bà hỏi người ta, bà nói giờ con cái tâm con vậy mà con niệm Phật có giảng sanh không thầy? Tôi nói bà giảng sanh. Bây giờ tôi nói bà giảng sanh, bà vẫn có cơ hội để bà niệm Phật. Rồi một ngày nào nhờ bà niệm Phật mà cái tâm kia nó giảm đi. Còn bây giờ tôi nói bà không giảng sanh rồi bà nghĩ niệm Phật. Mà bà mà không niệm Phật thì bà làm tới luôn rồi, ai chịu nổi bà? Đúng không? Cách giảng của người ta là người ta giúp chúng sanh mê hoặc mà. Mình đang là chúng sanh trong cõi đời mê hoặc, quý vị nghĩ sao? Bà lợi mới nói rõ ràng, bây giờ con thêm ái nặng quá làm sao con giảng sanh? Nó giảng sanh là Phật niệm, niệm Phật Phật rước bà. Chứ cái việc bà tham ái cái thân tứ đại bà bỏ lại. Nên hăng hoang cực lạc đó phải là thân đi về cực lạc. Hăng hoang là cái tâm á. 12 lời đại nguyện có một câu là hăng hoang cực lạc. Hăng hoang nghe, chứ không phải là thân đâu. Nhiều bà đọc thân đó. Hăng hoang là cái tâm mình hăng hoang đó, biết chưa? Từ đó đó bà tham ái cái chuyện của bà, cái thân của bà kệ bà. Bà thích quỷ diệt đó thì bà làm đi. Còn cái tâm bà niệm Phật mà muốn sanh cực lạc, Phật rước rồi rước cái tâm thức của bà, chứ không phải rước cái thân của bà đâu. Hiểu không? Nó bây giờ bà có duyên lắm chứ, nhiều người muốn như bà cũng đâu có được. Hiểu không? Bây giờ bị muốn gì cũng đâu có được đâu. Nhưng mà do cái tâm nghiệp của bà nó như vậy, thì bây giờ mình kêu cái tâm Phật của bà niệm phát mạnh lên đi, để rồi cái tâm kia nó yếu lại, bà vẫn có cơ hội. Vậy mà nửa năm sau bà gặp lại như đứa của nó, thiệt tình nó con cảm ơn thầy. Không có thầy là con tiêu. Nó, hồi xưa mà con cứ niệm Phật mà con tính nghĩ niệm Phật không, con thấy cái tâm con nó kỳ cục. Cứ gặp chồng là cứ đòi hỏi chồng hoài. Giết mà con thấy con kỳ cục còn hơn gì con không muốn niệm Phật, con mắc cỡ với Phật. Mà nhờ thầy, mà con không mắc cỡ với Phật, con cứ niệm Phật. Mà bây giờ cả tháng giờ con mới đòi lần. Vậy là bà giờ cũng ngon rồi. Hỏi, ồ bà ngộ nghe, tôi thấy bà đòi con mà sao không thấy chồng bà đòi. Bà nói, trời ơi chồng con nó sợ tới mồ con cái đòi gì. Bà dữ quá chồng sợ luôn quý vị. Ghê thiệt, bởi vì đây cũng là một bài học. Thấy không? Nó là chồng bà sợ lắm. Nó toàn là bà đòi không à. Rồi cuối cùng bà niệm Phật bây giờ là một cả tháng bà đòi thôi, chứ mày ra bà không đòi thôi, chứ nó không dám đòi gì luôn. Trời ơi, thấy kinh khủng không? Nó bởi vậy không? Cái pháp môn tịnh độ là cứu chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục, đúng không? Nói quý vị nghe, quý vị thấy mình có cơ hội không? Có cơ hội chứ mà. Nên tu môn tịnh độ này là có cơ hội, chứ đừng có nói cái chuyện cao xa mất công. Có một câu vật hiệu mà niệm cũng quên trước quên sau hoài. Cứ đi đứng nằm ngồi cố gắng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái gì chị, có chuyện gì không chị? Chị nói tôi nghe, có chuyện đó là chuyện gì à?
Tôi nói tôi biết mà, con nhỏ này tôi nói nó không có được đâu. Chị chơi nó, tôi nói từ ban đầu rồi mà. Ê, y quên nó, A Di Đà Phật. Trời ơi, nãy giờ đang niệm Phật tự nhiên sao nhiều chuyện, nhiều điều kỳ cục thế ghê. Thấy không? Cái vừa A Di Đà Phật quay qua lại gặp ở con lại mẹ biểu với con. Trời ơi, nhỏ dễ thương ghê nè. Đi quay lại A Di Đà Phật. Thấy không? Nhiều chuyện nhiều điều ghê chưa? Niệm Phật nhưng mà bị kéo lôi tá lả âm binh. Con nhà đang ngồi nghe pháp vậy đó, đang ngồi nghe thầy giảng vậy đó, đang ngồi nghe chạy lại, để cho chùm lửa nấu cơm. Chứ không có giỡn, nó chạy lăng xăng, còn đang tu chưa chắc hết thờ. Nó vô đây mới làm được hết thờ. Đúng không? Nó thấy không? Nói sao mà gì cũng đúng hết chứ nè. Nó bị đâu có nói như Đức nghe mà sao như Đức nói gì cũng dính hết đúng không? Nói dính bon à, lạ thiệt. Nhiều bà mà nghe tôi giảng ở đây ngồi ngon lành mặc áo tràng vậy đó. Chứ ở nhà chứ chồng có chân gác chân này chân kia chứ không bao giờ ở đâu. À, khi nghe tôi giảng mà còn để tôi nghe cái mông nữa chứ. Để cái điện thoại gì nè, để gì nè. Còn cái khi mà đang nghe tôi giảng xong bỏ điện thoại vô túi chạy đi làm việc. Này kia đụng ghê lắm nghe tôi thấy mấy người. Không, hai vị thấy không, chỉ có ngồi ở trong chùa, trong chánh điện thì mới có được cái sự trang nghiêm một chút. Nó ép mình vào cái thế là mình phải như vậy. Chứ ở nhà vì thấy tu không, nó lụm lặt từng chút mà có được bao nhiêu nó, phải không? Nó, cũng vì như vậy mà tôi mới nghĩ ra lại Quan Âm 3.000 lại đó. 3.000 lại đó cũng hơn cả năm chờ mấy bà tu ở nhà. Hiểu chưa? Tôi chịu khó chịu cực tôi tu chung để cho mấy bà tu đó. Chứ mấy nhà mấy bà nói bà hai thờ chứ mà nó vớt vát được nhiêu. Đúng không? Nó nên từ nơi đó mà lỡ đây rồi nghe nhiều gì nè mới câu nào nó vô câu nấy. Nó còn ở nhà mà khi đang nghe nó bị chặn tần số hoài đó, thấy chưa? Vừa đang nghe được cái câu này vô cái tự nhiên chồng kêu em lấy anh này coi là nó chặn ngang tần số rồi. Quay lại nghe thì cái tần số khởi đầu nó đâu có được như mà tiếp nối. Hiểu không? Còn ở đây này tiếp quý vị. Liên tục phải không? Đâu có ai dám kêu đâu. Nên tại sao thứ bảy chủ nhật cộng tu rồi tối thứ bảy lớp đạo làm con. Cứ liên tục như vậy để làm chi? Để quý vị có cơ hội về chùa. Đúng không? Nếu hòa thượng mình nghe nói bây giờ tu ở đâu mà không có Phật. Nhưng mà tại sao mình phải đi vô chùa? Vì vô chùa nó nhiếp tâm hơn. Vô chùa nó có cơ hội tu nghiêm túc hơn quý vị. Đó, rồi cái quay lực của nhiều con người nó nhiếp thọ mạnh hơn. Tuy ngồi nghe pháp gì chứ cái tâm nó phấn chấn, nó hưng khởi. Nghiệp quan gia trái chủ đi theo mình cũng được cởi mở ra. Để họ hiểu được cái pháp niệm Phật này. Mà họ buông cái tâm quán thù xuống để họ niệm Phật đi về cực lạc đi. Hiểu không? Mà nhiều cô cho ngồi đây mà phá thai nữa. Trời ơi, thai gì nữa thêm nó trợn mắt, nó kinh quý vị đó. Nó chờ cơ hội, cắn quý vị, ăn thịt quý vị. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Nó có cái cô kia mà phá thai 3 lần. Bà nói là trời ơi thầy, nó bao dây con luôn. Bằng đêm vừa nhắm mắt là nó lộ. Nó cắn cạp, nó nhéo, nó xé, nó tập trung đông thấy ghê. Vì biết rằng hồi đó nhà Đức đi tu mà mới tu vô chùa, có một cái vị này mà ông đi xuất gia là thượng tọa luôn rồi đó. Mà lúc chưa đi tu có vợ, chưa đi tu ngoài đời có vợ. Thì vợ phá thai 2 lần. Bởi vì mấy ông đàn ông đừng có nói rằng mấy đàn bà phá thai là mấy bà chịu. Mấy ông cũng dính luôn. Rõ ràng luôn, cái vị thượng tọa này đang niệm Phật bình thường vậy, tự nhiên 4 cái bàn tay bụm cái miệng ông lại không cho ông niệm Phật. Thì bắt đầu là ú ớ. Lại hỏi về thượng tọa sao mà ngài không niệm Phật, ú ớ. Rồi nói có 4 bàn tay bụm cái miệng tôi lại không cho tôi niệm Phật. Hỏi ủa, dạ tôi thượng tọa ngày xưa ngài ở ngoài có gia đình, khi chưa đi tu có gia đình, vợ tôi từng phá thai 2 lần. Đúng rồi, 2 lần là 4 cái bàn tay bụm cái miệng ông lại không cho niệm Phật. Thượng tọa đó dính luôn. Đừng nói chuyện vợ, nghe không? Đừng có nói rằng phụ nữ phá thai đàn ông không dính. Trời ơi, không có mấy ông lấy đâu phá thai. Cái này nó chia đôi, chia nghiệp làm đôi. Mấy ông phải dính, mấy ông phải lo tu. Chứ mấy ông đàn ông đừng có nói ngon lành, tôi có phước tôi không cần tu. Không cần tu đi cặn tới nghiệp, nó vớt mấy ông le lử luôn.
đừng nói chuyện dẫn dơ. Tại vì do mấy ông mấy bà mới đi phá thai, chứ không có mấy ông lấy đâu phá thai, đúng không? Nó nên đàn ông đàn bà gì cũng đã làm ăn nghiệp phá thai là dính hết. Mà cái nghiệp phá thai là cái nghiệp giết người, cái nghiệp này ghê lắm. Con người thương nhất là thân mạng mà bị giết người ta quán thù cỡ nào chưa? Thôi trong cái tam đồ ác đạo người ta vừa thoát thân ra được, mà cơ hội nhân duyên người ta nhập thai là ta có cơ hội được sanh ra làm người, ta mừng quá trời. Người ta muốn thấy được ánh sáng bình minh trong cuộc đời này, chưa gì hết trơn là bị giết là chết queo, làm cô hồn vất vơ vất vưởng. Còn những đứa con bị sinh ra bị nuôi, còn nó thì bị giết đi, nó hẳn vì cỡ nào chưa. Bây giờ đơn giản trong cái cuộc đời này thôi, mình đã từng yêu ai mà mình không cưới, mà mình làm cho người ta đau khổ, còn mình cưới cái người khác mình thương yêu thì con nhỏ này nó hận thù, muốn tạt nước xít vô kia luôn. Nó cái tâm quán thù, không chi là vì giết luôn cái mạng của người ta mà ta làm cô hồn vất vơ vất vưởng đêm hôm, bay đầu này bay đầu nọ bay đầu kia. Có những đêm buồn mà họ lạnh lẽo một mình, nó buồn cỡ nào chưa. Có khi mà mình đang ôm con mình ngủ ở trong phòng, còn nó nằm ở bên ngoài, nó ngồi bên ngoài, nó rên rỉ bên ngoài, mình đâu có nghe đâu. Cái sự đau khổ, sự buồn tủi đó cỡ nào chưa. Nên sanh ra tâm hận thù kinh lắm. Nên mình đi về chùa mình tu nè, ông thầy ông giảng gì, những hương linh thai nhi nó cười nó hả hê, bởi vì thầy la cho đúng rồi đó. Nó không giỡn đâu. Nó mình nói rõ ràng nó cái khổ của bé. Nên mà chùa mà cúng đi thực tuyệt đối hương linh khỏe phải cho hương linh yếu vô ăn nha. Mình là cùng là hương linh khổ đau, đừng có cái chuyện mà trời ơi mạnh mà đi hiếp yếu sống. Đã là hương linh rồi mà còn vậy nữa thì chừng nào siêu thoát. Nó nghe Phật pháp rồi phải có tâm thương người, thấy người ta yếu phải thương yêu người ta. Có nhiều hương linh mà bị phá thai nhỏ quá, nó bò lê bò lết. Có cô đó mà hương linh nó nhập vô, nó lợi như đức của nó. Lúc thầy cũng đi thực, thầy nói mấy hương linh lớn đừng có xô các bé, các bé ruột rang lòng thòng, tội nghiệp các bé quá, bò vô không nổi. Khi bò vô thì mấy cái người kia gom đồ ăn hết trơn, tội ghê chưa. Bò vô tới chỗ thì đi gom đồ ăn hết trơn rồi. Nên khi cúng đi thực xong phải chờ cả 5 phút mới gom đồ ăn, chứ đừng có gom liền quá. Tại vì nó yếu quá, nó bò vô không kịp. Tại vì nó chấp cái thân nó bị phá quý vị. Có nhiều bé mà nó tượng hình rồi mà người ta phá thai á, là người ta phải gấp cái đầu, nó bóp dẹp cái đầu trước đầu tiên. Cái đầu là cái điểm cứng nhất để lấy ra từng đoạn, rồi chân cẳng cắt từng khúc lấy ra. Rồi cái đầu bóp dẹp mới lấy từng miếng não sọ ra. Rồi có khi đem ra nguyên người là một vũng máu liền vào cái bọc rác. Có khi đi chôn thì còn có cái tâm thiện, còn có khi mà liền vô cái bọc rác, bỏ vô bọc rác liền vô hầm rác luôn. Mà nó lại chấp xác cái sự hận thù nó cỡ nào, chị biết không? Nó nên từ nơi đó có những ngôi chùa gì nè, cúng lý thực rồi tu hành gì nè, gần đường xá gì nè, biết bao nhiêu hương linh mà vô mà nói. Quý vị biết mỗi lần như đức lễ Quan Âm mà đến nỗi gió thổi vô không được, thì quý vị biết cỡ nào chưa. Tại vì quá đông đến để cảm giác được cái từ trường, nên đông quá kín cả bầu trời khu vực này, gió đâu thổi vô. Để ý đi nè, bình thường sao mà gió ầm ầm, mà tại sao cái lúc mà lễ lọc tại sao không có gió nổi? Vì sao? Vì đứng lại quá đông lỡ hưởng từ trường. Nghe thầy giảng phái thì nó đông quá, nó kín hết trơn rồi. Nên từ nơi đó nó không đơn giản đâu quý vị. Cảnh giới hương linh vẫn còn tồn tại, khổ đau dữ lắm. Nên mình là người còn sống, lúc còn sống này mà không lo tu, đợi đến chết rồi tu, đúng là bị hối hận. Tại vì ba hồn chín vía bị nó bị phân tán hết trơn rồi. Phân tán ba hồn chín vía sao quý vị tỉnh táo mà tu? Quý vị thấy hương linh mà nhập vô đi, quý vị thấy người ta không? Tại ơi, tôi người ta đến người ta tìm mà bây giờ tôi không biết nữa thôi, hiểu không? Bây giờ quý vị nghĩ đi, tôi nói ra nhiều quá quý vị đồn lum la nó mệt tim. Hiểu không? Bây giờ người ta cứ nghĩ, quý vị cứ nghĩ ba hồn chín vía người ta tan biến, nó phân tán tùm la nội, người ta đến tìm quý vị thôi. Người ta muốn cầu xin cái gì cũng khó. Thầy ơi mà như gió lượn qua lượn lại, thầy ơi không có giỡn đâu à. Như thầy ơi là cái gì? Nó dạ con nhờ thầy ơi, không có nói được tại vì ba hồn dính vía nó phân tán ra.
Nên khi mà một cái đạo tràng tu gì mà hướng linh nương tựa thì ba hồn chính vía nó hội tụ lại, cái lực của cái linh hồn nó mới sáng được, mới nghe pháp được. Còn nếu như mà ba hồn chính vía nó phân tán ra, một cơn gió thổi ngang thì cũng như là một cái cơn bão. Nên Khổng Tử ngày nói là du hồn. Bây giờ đang ngồi đây nghe pháp mà tự tưởng ở đâu nó đi lên chỗ kia sao nghe pháp. Nên khi làm cô hồn cực kỳ khó tu, khổ đau vô cùng, mới gọi là cô hồn. Cô là cô đơn, một linh hồn cô đơn vất vả, buồn bã, không ai nghĩ đến mình. Nên có ai thấy mình đâu nghĩ. Lúc còn sống với nhau, ngồi chung với nhau, nói chuyện, lo cho nhau, cơm ăn áo bằng. Khi chết rồi làm cô hồn mà đi quanh quẩn. Cái người thân mình, nhưng mà người thân mình có biết mình đâu mà nghĩ đến mình. Thấy không? Nên mới là cô hồn. Đó, rồi đêm hôm phía vắt người ta ngủ cùng mình thì làm vắt vơ, chỗ này chỗ kia. Nếu mà hợp thì lỡ báo mộng. Nên mỗi lần mà người thân mình, ông bà cha mẹ đã chết mà về báo mộng, gọi là gì? Quỷ đạo. Chết rồi, lâu rồi, qua 49 ngày ma đạo, qua vài năm quỷ đạo, hiểu không? Từ nó đó họ về họ báo mộng với vị là họ đang nhờ quý vị đó. Nhờ quý vị cái gì? Cố gắng tu nhân tích đức hồi hướng cho tôi để cầu siêu cho tôi đi. Mà họ không nói nên lời. Có những khi quý vị gặp người thân bị chết đi, quý vị trong mơ quý vị thấy họ, mà nhiều quý vị thấy họ ngồi buồn hiu, hoặc thấy đứng nhìn quý vị có bỏ đi, đúng không? Vì cái thời gian của họ để cho quý vị thấy, họ đâu có thể nào như mình mà đối thoại với nhau được. Đâu có đơn giản trong cái cảnh giới đó chàng. Nó chỉ trong một sát na, đến và đi vô cùng mau, cho quý vị chỉ là phớt ngang để thấy thôi, để cảnh tỉnh quý vị. Nếu không có ai giảng sao quý vị biết, sao quý vị biết được cái điều đó là người ta đang khổ, hiểu không? Cách nay 5-7 năm giờ, những đứa con ông anh ngày xưa ông cũng hiền mà ông sát sanh nhiều. Khi ông chết đi, trời ơi, bệnh đau của ông, bây giờ mình tu mình mới nhìn thấy cái cảnh giới ông là cảnh giới của quỷ đạo. Sau này có lần những đứa ngủ hết bao giờ mà gặp mộng mị gì đâu. Những đức nhớ hồi đó và những đức gặp hai giấc mộng. Một lần là gặp ông anh đó. Nghĩa là những đức đang ngủ, những đức thấy ông ngồi ông buồn lắm, thịt ông rớt xuống xong lụm ăn lên. Những đức biết cảnh giới quỷ đạo, đói khát đấy chứ, tu cố gắng âm thầm trong tâm tu hồi hướng cho xong hết gặp luôn là chắc siêu thoát rồi. Còn một lần thứ hai là lúc những đức mà bị mà dịch bệnh mà nặng gần chết á, là những đức thấy nhiều người xuất gia bận y áo lạ không. Họ đến họ gặp như đức, họ nói tại sao cứ khuyên ta niệm Phật hoài vậy. Thì lúc đó trong mộng như đức nói thì tôi niệm Phật thì khuyên niệm Phật chứ làm gì. Bỏ đi mất tiêu. Thấy chưa? Gặp mà yếu nữa, tôi xin lỗi tôi không dám phiên, chết queo rồi. Là mình chết queo rồi, nó dẫn mình đi luôn, hiểu không? Tôi niệm Phật thì khuyên người niệm Phật chứ làm gì. Bỏ đi mất tiêu. Vì nó khuyên niệm Phật không có đơn giản đâu nghe. Nên từ nơi đó thì biết rằng khi mình còn sống mình dễ tu, mình khi chết rồi khó tu lắm. Đừng có nói là chờ người ta cầu an cầu siêu cho mình. Trang ở trang cái này nó nhỏ như là vi trần vậy thế, nó cho bị biết có đỡ hơn không. Nhưng mà gặp cái đạo tràng mà tu gì thì nó có cái quay lực nè. Tại vì có người niệm Phật không mà. Vì thấy bà là môn nữ, quan một nữ, làm cái gì để cầu siêu cho mẹ anh ta? Niệm Phật chứ làm gì. Niệm Phật để cầu siêu á. Nên cái pháp hội mà lại Quan Âm 3000 lại này là cái gọi là cái lịch sử chưa từng thấy. Chứ không có chuyện giỡn mà có xuất hiện rồi đó. Nó từ đây tới ngày đó mà hoàn toàn nhân duyên đặc biệt phù hợp thì người nào mà không đến được đúng là uổng quá. Quá uổng. Đâu có dễ tìm cái pháp hội gì đâu. Mà 3000 lại 3000 lại Quan Âm Bồ Tát mà cái hình thành của cái tâm Quan Âm là từ bi. Ngày từ bi ngày mới dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh cực lạc được. Nên nương vào cái hành nguyện từ bi của Quan Âm để độ chúng sanh niệm Phật sanh cực lạc. Nên mỗi một con người tu mà không phát tâm từ bi sao làm việc cho chúng sanh. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm đại diện cho từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chí đại diện cho trí tuệ. Không dùng trí để hành sự thì sai hoàn toàn. Không dùng từ bi để thương chúng sanh làm sao họ gần gũi. Không dùng cái giác ngộ Phật A Di Đà sao giảng sanh. Thì nghe từ từ nó thấm chưa? Giỡn, nghe hoài một chút là nó thấm á. Cừ chút rồi bắt đầu không có cừ được. Nó thâm trầm lại phải không? Chứ không lẽ cừ hoài. Cừ một chút thôi. Rồi bắt đầu là nó trầm lại. Cặp mắt bắt đầu là mơ.
thấm mới bị. Ồ, nó phải đi từ công đoạn vậy đó. Vậy thấy không, tôi chỉ xem Phật pháp là đúng nhân sinh luôn. Ban đầu vô háo hức rồi ha, bắt đầu nha, những đoạn giữa rồi ha, làm cho sơm tụ rồi lên nha, để mấy bà tỉnh lên. Đoạn gần kết thúc bắt đầu mấy bà thâm trầm xìu xìu xuống. Thấm rồi biết không, rồi lúc đó mắt mấy bà mơ mơ lại. Háo là nói những cái đoạn hương linh được, mấy bà bắt đầu thấy thâm trầm trong tâm, thấy tội nghiệp á. Mà là tội nghiệp lúc đó từ bi nó phát lên, mà thương chúng sanh này mình gắng tu đó, thấy không? Ba công đoạn nghe không? Đó, cái xe bộ pháp ba công đoạn đó, quý vị đi rõ ràng đi vậy đó. Cái buổi pháp nào quý vị nghe cũng được lợi ích. Quý vị biết có những cái bài pháp mà như Đức lên, như Đức kể chuyện, quý vị biết có nhiều người ta hỏi, ủa sao thầy không có đọc sách chứ mà sao thầy kể chuyện hoài hay vậy? Vậy mới hay chứ. Hiểu không? Không đọc sách mà kể chuyện hoài mới hay chứ. Ồ vậy chuyện đâu mà thầy kể? Gì mà tôi kể mới hay chứ. Thấy như Đức kể chuyện Lan và Điệp chưa? Chuyện Lan và Điệp hay ghê chưa? Nó kể chuyện Lan và Điệp mà còn hơn tác giả viết cái chuyện Lan và Điệp. Lan và Điệp thì phải kể thế. Chứ kể gì đâu mà câu chuyện mà lâm ly bi đát khổ đau. Thấy không? Đã đi tu rồi mà còn gì khổ khóc ấm sùm. Lan đã đi tu rồi mà, làm sao mà làm cho Lan khổ được? Thì bị coi cái câu chuyện người ta kể đó là cái lúc cái hoàn cảnh người đang nghe đó, bị biết bao nhiêu con Lan ngồi đó chưa? Cái bữa đó giảng pháp là tại chùa mình ở dưới hộ pháp, mấy vị nhìn xuống bên dưới thì bao nhiêu con Lan nó ngồi chứ? Mới kể làm sao mà bao nhiêu con Lan này nó phải phát tâm nuôi người già? Chứ đâu phải là con Lan này nó vô chùa rồi mà nó còn nghĩ tới thằng Điệp vậy nữa. Kể làm sao mà cho con Lan này nó cắt dây chuông là nó đi tu, nó theo thầy Đức luôn. Hiểu không? Nó không còn nghĩ thằng Điệp nữa. Đó là câu chuyện Lan và Điệp giải thoát. Hiểu không? Đâu mà Lan nó đi tu rồi mà còn buồn khổ, còn nhớ đến Điệp si tình. Rồi cuối cùng Điệp phải giả một người tu vô để thăm lúc Lan gần chết, còn khóc lâm ly bi đáp gì thì đỏ thích mù rồi. Hiểu không? Nó bây giờ vì mối tình mà hiểu lầm nhau. Bây giờ Lan nó đi tu rồi, coi được kinh Phật thì biết rằng cái nhân duyên hợp, nhân duyên tan. Thì giờ thôi Điệp ơi, cứ lo cái gia đình của Điệp đi. Dù cho là bây giờ là nó chấp nối không phù hợp, nhưng mà đó là duyên nợ. Thôi La, Điệp cố gắng lo cho con nhỏ đó, vợ đó đi. Còn Lan dù cỡ nào ban đầu vì si tình mới đi tu, chứ không phải phát tâm đi tu, mà vô chùa tu là nhờ thầy Đức giảng nên bây giờ hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ban đầu là không phải phát tâm mà, nhưng mà giờ phát tâm luôn rồi Điệp ơi. Giờ phát tâm luôn rồi. Nên bà già bà nói nhìn Đức rằng là con vô chùa tu là vì con buồn con mà con đi tu, chứ không phải phát tâm đi tu, mà do vô chùa nghe thầy giảng mà phát tâm tu luôn đó. Đó, hiểu không? Tôi kể chuyện Lan và Điệp nó giải thoát hay quá trời. Nó nên mấy con Lan nó ngồi ở bên dưới mà nó nghe nó mê say. Ở dưới, ngồi ở bên dưới của chùa mình nó nhiều Lan lắm. Nó cũng là buồn tình này chuyện kia tùm lum tùm la, nó vô chùa tu. Mình kể làm sao mà con Lan này nó mạnh mẽ, nó bước ra mà nó kêu Điệp về đi Điệp. Hiểu không? Bao nhiêu sự khổ đau đó là đủ đối với Lan lắm rồi. Bây giờ Điệp muốn Lan phải khổ nữa sao? Để cho Lan yên mà tu, đừng có kéo dây chuông nữa. Hiểu không? Kéo dây chuông một chút, tao mở cửa ra chết với tao. Ngày xưa Lan ngây thơ là một cô gái quê mùa yếu ớt, nên bị bỏ Điệp bỏ đi là buồn khổ. Bây giờ Lan không có gì nữa đâu Điệp ơi. Bây giờ ta nghe đạo, người ta chuyển cái tâm nữ thành cái tâm nam rồi Điệp ơi. Hiểu không? Mày bị thấy bảo pháp hay không? Quá hay. Nó mình ngày xưa mình đụng cái là mình khóc, mình đụng cái là mình buồn, mình đụng cái là mình bị người ta bỏ rơ, hoặc là mình dễ bị người ta dụ dỗ. Bây giờ mình càng học Phật rồi, ai mà đến nói mình này kia, mình nói tôi bây giờ không có ngu như ngày xưa đâu. Đừng có dụ dỗ tôi nghe chưa. Giống như cái cô kia, cổ xa chồng của năm có 35 tuổi,
35 tuổi cũng còn trẻ đó mấy vị, thấy không? Xong cũng nghe những đức giảng, cái đầu có cái anh chàng này lợi đi nói là thương yêu cô đồ này kia, rồi sẽ bảo bọc lo cho cô và con cô. Cô nói là tôi bây giờ không có ngu như ngày xưa đâu, hiểu không? Nếu như tôi mà không nghe thầy Đức thì tôi còn nghe những lời đường mặt đó. Còn bây giờ tôi nghe thầy Đức quen rồi, tao không có ngu đâu, đừng có gạt tao. Thằng kia chạy mắt dép luôn, thấy chưa? Rồi mà không nghe những đức giảng thì sao? Thì bắt đầu ông ám ẹo. Ban đầu thì nó lỡ nó nói này nó kia ngon lành thì cũng mà thôi, đừng có làm mình khổ nữa, đúng không? Làm bộ thế chứ. Thằng này nó nhìn nó biết liền, con dê hai cẳng nó bò tới hoài, hiểu không? Nó cứ bò tới, nó đứng ở ngoài trước cửa, nó kêu hiểu không? Nó ghê lắm, con dê hai cẳng này không đơn giản chút nào, hiểu không? Nó lỡ tới lui nó dê dẳng hoài. Nó bắt đầu ở trong cũng đứng ngay cái cửa mà đóng cửa không mở ra. Nhưng mà có một đêm mưa gió bão bùng, con dê hai cẳng bị mưa ướt mình mẩy hết. Nó lỡ ngay cái cửa, nó gõ cửa, nàng ơi nàng. Ôi kiểu đó không chịu nổi, mở cửa ra dính liền, nguy hiểm. À, nên mấy cái bà mà xa chồng mà muốn cả đời mà tu được mà không bước thêm bước nữa phải nghe tu giảng. Thôi dính nó nghe. Bây giờ là cái xã hội này ly hôn nhiều lắm, hiểu không? Đừng có cầu may. Có nhiều bà nghe bạn bè nói nó cũng cầu may. Thôi em ơi em đừng có nghĩ rằng ở trong cái cuộc đời này đàn ông nào cũng tệ. Chồng của em vậy, biết đâu cái phước phần của em á, em sẽ gặp người thương yêu em để bù đắp cuộc đời em làm sao. Rồi nghe cũng thấy cũng đúng đúng quý vị, thấy không? Nó thôi trời ơi, thôi tôi về tôi tắm ao tôi, dù trong dù đục ao tôi vẫn ngon. Thôi đừng có tìm thêm chi nữa mấy bà ơi, mệt lắm. Trời ơi, ban đầu thì cái gì cũng là ngon tiếng ngọt đó, được lắm mấy vị ơi, cái gì cũng được, được cái gì mà yêu rồi được tốt tốt, nhưng mà vô chặn mới biết. Nó vô chặn rồi mới biết nghe. Thà mình cực khổ mình nuôi con mình uy tín hơn, uy tín hơn đem về thằng nữa nuôi chung mắc uy tín. Sau này con mình nó nói bà khi xa cha cũng thêm bước nữa, mắc uy tín, thấy không? Còn lỡ ai dính rồi thì thôi cố gắng gây dựng hạnh phúc cho tốt, còn chưa dính thì đừng có đụng vô, hiểu không? Nhắc hoài cái vụ này á, biết vì sao không? Vì bây giờ cái chuyện này nhiều quá. Nhiều người đi về chùa mình dị lắm, thấy cũng được được không, đẹp đẹp không, mà sao bị chồng bỏ. Ngộ tới ghê, thấy không? Cái ngộ đó, thấy không? Hỏi ra chồng đâu mà không thấy đến chùa. Nó, đừng nhắc nữa thầy ơi. Nó, nghe câu là tôi biết. Mai mốt không dám hỏi ai nữa, tại vì thấy điên mình là biết. Ông mà không, nói thiệt, mấy cô mà gặp những đức là mấy cô cũng mừng. Tại sao biết không? Ông thầy có nhiều sự hiểu biết lạ thường. Phải nói rõ là nhiều sự hiểu biết lạ thường, đúng không? Bởi vì thấy những đức có nhiều cái lạ thường, đúng không? Nên từ nơi đó mà nó cởi mở tâm tư nhiều quá. Thôi một đời chúng ta cứ như vậy mà tu đi, đừng có tìm cái niềm vui khác. Nghe không? Niềm vui khác nó không có ngon bằng vui cực lạc đâu. Nghe không? Cái niềm vui cực lạc nó càng vui nó đi đến làm Phật đó. Còn cái niềm vui cõi đời này á, nó vui trong ái nhiễm, nó càng vui nó đi vào đọa lạc như con thiêu thân mà nhủi đầu vào lửa đốt. Phải không? Nó vui mà giết mà tóc bạc da nhăn, nó chân cẳng đi không nổi, có không? Nó nên từ nơi đó mà thấy không, nó cái niềm vui tới ta bà nó vậy đó. Còn niềm vui cực lạc thì càng nghĩ cực lạc là càng vui. Nhớ nè, vừa phát nguyện sanh cực lạc là ở thế giới cực lạc đã có một căn nhà thôi. Quá đặc biệt luôn. Nhưng Đức nói với vị nghe, cái vị có bao nhiêu tiền bạc quý vị cũng không thể nào mà
mua được mảnh đất ở cực lạc. Cái mảnh đất ở cực lạc quý vị có đem bao nhiêu vàng bạc kim cương không mua nổi. Một tấc đất ở cực lạc mua cũng không nổi nữa. Như vậy mà quý vị vừa phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc là ở thế giới cực lạc có căn nhà. Đặc biệt chưa? Mình nghèo ở cõi này có gì đâu sợ. Mình nghèo ở cõi này mà mình biết niệm Phật là trước nhất là ở cái quốc độ cực lạc ngay trung tâm luôn á. Trung tâm của chư Phật, trong quay trung tâm thành phố. Có khi mình ở ngay trung tâm thành phố mà tạo nghiệp nhiều. Vì coi nè, cái kiếp nạn nó ưa xảy ra ngay trung tâm lớn. Tại vì lòng người ở nơi đó nó nhiều cái loạn tâm. Nên con người khôn người ta mua đất ở nơi hoang du. Ta ở những cái nơi mà xa thành phố. Tại con người nó ít phát triển thì con người nó ít ác hơn. Hiểu không? Đó. Còn cái này mình sanh về thế giới cực lạc là mình sanh ngay trung tâm của chư Phật. Ôi hay ghê thiệt. Sanh ngay trung tâm của chư Phật. Mà vừa phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc là ở ngay thế giới cực lạc có căn nhà quý vị. Thí dụ như ông Hồ Văn Hiền là Nhân Đức. Vừa phát nguyện sanh cực lạc là ở thế giới cực lạc Nhân Đức có căn nhà liền. Mà mấy năm nay nó bồi dưỡng công hạnh vì chúng sanh, không buồn trách ai, nhiệt tình hết lòng vì chúng sanh, khuyên người ta niệm Phật khô hơ kháng tiếp. Thì bắt đầu cái công hạnh này nó bồi dưỡng cho cái nhà ở thế giới cực lạc. Ban đầu vừa phát tâm có căn nhà, nhưng căn nhà này nó còn mỏng manh lắm. Phải nhờ cái công hạnh để nó bồi dưỡng căn nhà. Rồi bắt đầu là nhờ cái công hạnh mà mình mua vật chất, phước báo nó sanh vật chất, nó đắp vào căn nhà đó. Căn nhà đó khi mình về là hoàn toàn vật chất, điều kiện đầy đủ hết. Hay chưa? Quá tuyệt. Đó, thấy không? Mà về thế giới cực lạc rồi không già, không bệnh, không chết. Còn ở cõi này hưởng thụ được bao lâu? Chết bây giờ. Tối nay nè. Coi chừng đó. Hiểu không? Nếu nằm trong chùa mà chết cũng ngon lắm. Không biết nằm ở đâu chết đây nè. Nghe không? Nhớ nước trôi, thả mình theo dòng nước mà niệm Phật. Đừng có nên gượng gạo sống trong dòng nước, chết không vãng sanh. Điều thứ nhất, nhớ nghe. Lỡ mình bị đắm chìm trong nước sao? Ai biết được cái kiếp nạn gì? Lỡ mình đắm chìm trong nước làm sao? Thì sao? Thả chuối niệm Phật. Bình thường A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đừng có la lối sùm, đừng có la. Niệm Phật đừng có la. Nhớ không? Chứ đừng có bao giờ mà té xuống nước mà cứu, cứu. Đừng có kêu kiểu đó. Kêu là chết á, chết mà đỏ. Té xuống nước một cái lũm chùm với nước làm sao? Sống dập một cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ như vậy. Nhớ nghe, nhớ kỹ nghe không? Lúc này sao tôi nhắc cái vụ này quý vị? Cái vụ này tôi nhắc hoài. Khi lửa đang cháy phừng 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 mình trong lửa, nhìn đường, có đường chạy thì chạy, đường chạy thì phải chạy. Còn nếu không có đường gì hết, thấy cái mồi không được rồi, ngồi xuống luôn. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Phật chéo về cực lạc luôn. Chéo một cái rước linh thức về cực lạc luôn. Quý vị thấy cái sung sướng không? Chéo một cái linh thức gì cực lạc. Còn cái xác ngồi im gu gì? Lửa cháy không đau không? Đất sụp một phát lọt xuống dưới, ở dưới đất đắp lại, mình nằm dưới đất. A-di-đà-phật, Phật phóng quang cái vèo rước mình đi về cực lạc. Chúng ta không có một chút gì ngợp hết, đừng có sợ. Hiểu chưa? Có nhiều người ta nói người ta sợ chết. Phải, sợ chết là cái người không niệm Phật mới sợ chết. Còn cái người mà niệm Phật á, nghe quý vị, cái người mà niệm Phật á, là quý vị không có sợ chết. Tại vì sao quý vị biết không? Quý vị có nhiều người bị nghĩ là cặn tư nghiệp là tại vì lúc mình nín thở quý vị. Quý vị thấy nín thở ghê quá. Nín thở không đơn giản. Cái thử lâu lâu bị nín thở, nhưng đức từng dạy mà nín thở thử đi, biết nó đáng sợ đúng không? Nhưng mà thật sự cái người mà tín nguyện niệm Phật đó, nó không có nín thở chết, mà là Phật rước mình đi rồi tự nó chết. Phật rước đi tự chết queo, là rước lúc còn sống.
nó mình đang ngồi bình thường mình niệm Phật, Phật phóng qua cái vèo xuống châm mình lại, cướp mình đi mất tiêu, còn cái xác để lại. Đâu có nín thở, đâu có đau đớn, hiểu không? Còn cái người mà quằn quại trong cái chết á, là cái người này chưa chắc giảng sanh đâu. Cái người mà quằn quại té tua trong chết chưa chắc giảng sanh. Còn cái người mà thật sự tín nguyện, mà tín nguyện phải cho mạnh, tín nguyện phải cho cực kỳ mạnh, phải tin Phật, tin 100%, tin mà đến nỗi mà tan nhà mất mạng cũng phải tin. Phải tin nghe. Cái tin Phật mất gì nó mới thành công nha quý vị. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói này, các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi, phải không? Đức Thích Ca trong kinh Vô Lượng Thọ ngày nói này, các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi. Đã là chịu khổ một đời ngắn ngủi thì trong cái ngắn ngủi này nó phải cực kỳ khổ. Nó phải cực kỳ khổ. Bao nhiêu cái sự gian nan vất vả, bao nhiêu sự trở ngại trùng trùng, nghe không? Nó khổ bị te tua thì mới nói là chịu khổ một đời ngắn ngủi. Một đời ngắn ngủi mà chịu khổ này mà trả hết tất cả cái nợ của vô lượng kiếp, bị nghĩ như sao? Nghĩ như sao? Nên phải chịu khổ te tua. Nên đang tu vợ chồng này mày không được tu. Cái bà kia thấy chưa, đang tu đang Nam Mô A Di Đà Phật, nắm đầu kéo vô phòng. Ghê chưa? Cho chồng nó chơi ghê thiệt. Nói bà công nhận kinh thiệt. Nói rồi cô làm sao? Nó nhờ nghe thầy này giảng pháp. Nó kéo đầu con đi hoài, thầy con đang niệm Phật, nó không muốn cho con tu, con cầu sanh cực lạc, nó không cho con cầu sanh cực lạc. Con đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, năm đầu nó kéo vô phòng. Nó mới vô phòng làm gì? Nó thờ ơ thầy hỏi. mình đưa hỏi tiêu tiếu quý vị. Kêu nói chuyện cái mình mắc cười mà. Mà ai gặp tôi cũng mắc cười chứ nghe, tôi nói chuyện tôi hỏi tiếu lắm, tôi biết tôi cũng hỏi nữa. Tôi hỏi coi nó trả lời có đúng như tôi biết không? Dò coi cái sự hiểu biết của mình nó đi đến cái trình độ nào, hiểu chưa? Trời ơi, nó ghê chứ quý vị, thấy cái cảm giác bị đặt vào vai trò cái bà đó, bị nghĩ sao? Trời ơi, đang niệm Phật mà nắm đầu nó kéo vô phòng, quý vị nghĩ đi. Cuối cùng bà nghe những đức giảng chứ bà giác ngộ luôn. Quý vị biết rằng ghê thiệt, nó vừa nó lỡ nó chuẩn bị nắm đầu bà là phan, nói gì à? Nay mày kênh với tao, không, không phải kênh, vô. Ghê chưa? Bà nói rằng bây giờ con hỏi thầy, nó nắm đầu đau thấy mồ mà vô nó cũng xử lý. Thôi bây giờ mình kêu khoan, đừng có nắm đầu, đi vô. Bây giờ trước sau thì mình cũng bị nó xử lý. Thôi bây giờ khỏi cần đau đến cái đầu làm chi, hiểu không? Chủ động luôn. Nó ghê thiệt chứ. Vậy mà vài lần sau thằng chồng nó không dám luôn. Tại vì nó ngán thôi. Nó sợ thấy mồ. Tại vì nó vừa bước đó nói khoan. Rồi xong bà lanh lẹ, ngày xưa bà không dám nói gì. Sau này bà nghe như đức giảng chứ bà nói thì anh vợ chồng mà lúc nào cũng được, tại sao anh lại lựa ngay cái giờ tu của em mà anh làm gì? Anh làm gì? Anh coi là đàn ông như anh làm sao? Tự nhiên cái người đàn ông nó tự bị tổn thương lương tâm, nó mắc cỡ. Từ đó giờ sau không dám nữa. Tự nhiên bà nói ông chồng bà sau này không có như vậy nhiều nữa. Bà nói là vì sao? Tự nhiên không biết làm sao chuyển cái nghiệp ông luôn. Ông không có cái tâm gì nhiều nữa. Nói gì thấy không? Bị như vậy mà vẫn vui trả nợ. Gặp mình khóc la sùm đúng không? Bà bình thản luôn. Trời ơi, kinh khủng, đang niệm Phật mà nắm đầu nó kéo đi trời. Như là cái con gì ấy. Người không? Nó vì thấy cái cõi đời này chưa? Nó chịu khổ một đời ngắn ngủi. Vì nghe những đức mà chia sẻ vì thấy không? Cái cõi đời này phải khổ trùng trùng không? Ai mà không khổ? Giàu như cái bà kia ở tù 3 năm cũng khổ nữa, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Thì nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, lành lặn cũng khổ, mà què quặt cũng khổ, ai cũng khổ, đúng không? Vậy thì mình niệm Phật mình có con đường đi về cực lạc rồi, khổ gì? Rồi cái pháp môn tịnh độ này mà càng giảng nó càng hứng thú giảng, hiểu chưa? Sao càng đi vô tịnh độ xong nó ghê quý vị ơi, cái tâm nó hừng hực cái tâm lên. Để nói vị nghe cái này, vị chuyển tâm luôn. Tại vì thấy cái khổ quý vị không đáng nói. Vì đâu có khổ đến mức gì đâu. Cái khổ ghê nhất là tụi đang niệm Phật nắm đầu kéo đi. Mà vô mà tụi xé đồ ra, bà nói thằng chồng nó ác đạn. Bà nói trời ơi, là trời đồ thì lột cái từ từ phải xé gách đồ chứ. Tiền đâu mua đồ hoài ông. Thằng kia cũng vô duyên. Gặp thằng chồng vô duyên vậy đó quý vị, thấy ghê chưa? Mà trong cái cuộc đời quý vị làm phụ nữ, quý vị gặp có nhiều người đàn ông ghê lắm, chứ không đơn giản, đúng không? Thì mới nói là cái khổ người đàn bà. Nên 48 lời nguyện lại có một lời nguyện là nhàm chán thân nữ.
phải không? Cháy lò luôn, giảng cháy lò nó, thấy không? Nghe gì rồi thấy cái tâm nó hừng hực hừng hực. Thôi ôi con nghe thầy giảng một cái con có gì cực lạ thôi, đúng không? Không gì cực lạc thì cái khổ cái cõi này triền miên vĩnh cửu. Bây giờ khổ gì rồi mà không gì cực lạc gì đâu, mà muốn gì cực lạc thì làm sao? Niệm Phật, đúng không? Đó, nên cố gắng lên quý vị ơi. Nó kiếp nạn dãy đầy, siêng năng niệm Phật lên không có giải đãi nghe mấy bà. Cứ giải đãi hoài, buôn bán không chịu niệm Phật đâu. Thấy không? Lo kiếm tiền không chịu niệm Phật đâu. Thấy không? Nó nên siêng năng niệm Phật lên mấy chị ô. Những đức hồi sáng chia sẻ Phật pháp cũng nói niệm Phật là một phương pháp để phát tâm Phật mau nhất. Nhớ khi cái tâm mình nhớ như việc thiện việc tốt là tâm Phật, nhớ đến Phật, nhớ đến thế giới cực lạc là tâm Phật. Mà nếu nhiều cái tâm con người mà phát lên như vậy thì cái kiếp nạn nhân sinh này quá dài. Nhớ nha. Nên là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế ngài có nói một câu rằng là kiếp nạn nhân sinh dãy đầy, dùng phương pháp nào để hóa giải? Niệm Phật tiêu tai giải nạn, và niệm Phật có thể giúp đời này chúng ta giải thoát. Nên cái việc niệm Phật là việc quan trọng nhất. Quý vị thấy cái xã hội bây giờ làm ăn rất là khó khăn, càng ngày càng làm ăn khó khăn, đúng không? Mà cái làm ăn khó khăn gì từ từ nó xảy ra những cái vấn đề khác nữa đó, chứ không giỡn đâu. Khi làm ăn mà khó khăn thì lòng người người ta sẽ tìm mọi thủ đoạn. Vì con người mà khổ quá thì nó phải sanh tâm chứ, nhiều thủ đoạn ác. Mà nhiều thủ đoạn ác bắt đầu kiếp nạn đến, nó lòng người mà sanh ra để chiêu cảm kiếp nạn. Tại vì cái lòng người mà nếu nó ác thì sanh ra kiếp nạn ác, mà lòng người mà thiện thì cái việc thiện sẽ đến với chúng ta thôi. Nhưng mà cái phát thiện tâm của con người chúng ta ít. Từ khi cái người nghe đạo mình sâu sắc lắm mới phát thiện tâm, chứ nếu như người đi chùa bình thường cũng chưa chắc biết phát thiện tâm. Vẫn là ích kỷ, đấu đá hơn thua đủ cách. Cả người tu mình còn đấu đá mà, không chi là người bình thường. Nếu như mà không được nghe Phật pháp, không được nghe định luật nhân quả, mình phát ác tâm nhiều. Nên mỗi ngày chúng ta phải cần được nhắc nhở suốt, nhắc nhở suốt luôn, nó mới giữ được cái tâm thiện được. Tại vì cái nhân bên ngoài ác nhiều quá, cái nhân ác nó lôi kéo mình để ác theo nhiều quá. Rồi việc bây giờ làm ăn kinh doanh khó khăn mọi mặt, nó đã khó rồi nó kéo hết trơn. Thí dụ như những doanh nghiệp lớn mà họ mà khó rồi thì nó phải bớt nhân viên ra, cái người làm công bớt ra, thì cái dạng làm công đó mà bớt ra mà thất nghiệp thì nó phải đi tiếp tục, nó phải đi kiếm việc. Mà kiếm việc không có thì phải làm sao? Thì phải làm việc ác thì cuộc sống sinh tồn nó. Nên càng ngày quý vị thấy cái việc kiếm cuộc sống khó khăn, buôn bán làm ăn kinh doanh mọi mặt khó khăn, mà nó dính chùm hết trơn quý vị ơi. Nên lòng người giết nó quán hận, mà lòng người nó quán hận thì quả địa cầu nóng bức. Mà cái quả địa cầu này mà nó nóng bức lên một phát thì nó xảy ra nhiều vấn đề dữ lắm. Nên chúng ta đang sống trong cái quả địa cầu nhiều kiếp nạn bất chợt xảy ra đến với mình. Nên chúng ta là người tu, hồi sáng Đức có nói một câu với chút, Đức nói người tu hành nó sống giống như đi ngược lại cái tư tưởng
bình thường. Người ta thì mong sống lâu, còn mình thì chờ chết. Cái chờ chết nó phải ngu đó quý vị ơi. Nó chờ chết để mà cầu sanh cực lạc, chứ không phải là ngu. Bây giờ mình nghĩ rằng cái cõi đời này mình chết một cái rồi là mình sanh cực lạc, cái gì ở cõi đời cầm theo đó, nên nó giảm tối đa cái chuyện hơn thua đấu đá. Khi mình đang tu hành, đang ổn ổn, nhà yên vậy đó, tự nhiên chồng hay vợ mình nó nổi máu lên, nó không cho mình đi tu nữa. Chứ cái cõi này nó lạ kỳ bất chợt, cái cho gì biết á, nó bắt chợt cùng điên điên lên, nó không cho đi tu. Nó muốn không cho đi là không cho đi đó. Có chuyện xảy ra với mình, đừng có nói trong cái cõi này nó yên hoài cho mình nghe. Nên lúc nào mà mình yên là mình cố gắng thúc đẩy mình cho nó mạnh lên, đừng có lơ là. Nên khi mà nó gặp chuyện đến với mình cũng nhờ mình gầy dựng mạnh quá mà nó mới hiểu để mà nó thông cái tâm. Chứ nếu như mà lúc bình thường tiện lợi mình lơ là, có khi tới lúc nó trở ngại mình đó, mà người bên cạnh mình nó trở ngại mình. Thí dụ như mỗi ngày mình được nghe pháp mình thấy nó bình thường, nhưng lỡ một ngày nào mình không được nghe pháp, lúc đó nó thấy là nó không được sự nhắc nhở. Trong cái cõi này nó bất chợt, nó giật dây dụi bất tử, chúng ta không có ngờ được, không trở tay kịp. Nên bản thân con người chúng ta sống trong cái cõi nhiều kiếp nạn này, mình lúc nào mình cũng chuẩn bị trước đi. Có khi mình quên mất tiêu, mình nghĩ rằng cái cõi này nó tồn tại quá, trong khi trong kinh Phật đã nói mà, cái cõi này thành trụ hay không, thăng sanh già bệnh chết, nó cuối cùng là đi vào cái con số không. Nhưng mà con người mình mà không hiểu sâu sắc, nó tranh giành cái không, như một người điên khùng mà buổi trưa để bắt bóng, giống như là cái bóng của mình mà chạy đi chụp 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 chụp, mình đứng mình nhìn mình thấy dùng cái thứ khùng chụp cái bóng mà chụp được cái gì đâu, mà cái bóng mà chụp cái gì gì mà nó đi chụp bóng. Những đức nói vậy nghe chứ phải rõ ràng không, bao nhiêu con người đâu phải một hai người đâu, cả đời của người đi bắt bóng, đi tìm cái giả mà cuối cùng được cái gì đâu. Nên sáng nào những đức cũng qua thăm cái khu yếu mấy bà già, thấy ăn uống nhiễu nhão. Như sáng nay bên đó ăn bún, mấy cô đút bún cho ăn mà cái cọng bún nó dụ như chừng dài khúc gì, vô được khúc, còn khúc để bên ngoài toàn ten. Nhìn không, tự nhiên mình ngồi mình quan sát mình nhìn đó, cả đời đi mấy chục năm, từ khi còn sinh ra bây giờ tám mấy gần 90 tuổi, đi mấy chục năm mà giờ quay lại cái tuổi thờ mới đẻ, ăn lụm chụm đổ tháo miệng mồm tèm lem tút lút. Nó nghĩa là từ khi còn nhỏ mới sinh ra rồi bây giờ già đi, bây giờ khô héo gầy gò, rồi nhìn cái tiều tị tàn phai hương sắc. Càng nhìn mình mới thấy đúng là mình nhìn thấu quý vị ơi, cõi đời này hơn thua cái gì. Quý vị coi phải rõ ràng không, bây giờ nhiều người quý vị ở đây chúng ta đã lớn tuổi rồi, 40-50 tuổi mình nhìn mình đã già rồi, còn gì nữa, lớn tuổi bắt đầu nó già đó. Bắt đầu là trong cái cơ thể mình nó có nhiều cái trạng thái sanh ra cái việc già đó quý vị. Bản thân mình không biết nữa thôi. Nó nằm 40-50 tuổi bắt đầu cơ thể nó yếu lại quý vị. Rồi bắt đầu nó sanh ra những cái mà vô thường tới. Nào là cơ thể nó chỗ mục này mục kia mục nọ, nó thật á. Con người khi mà lớn tuổi lên nó dị đó quý vị. Như vậy mà con người ta mà nếu không nghe đạo, nó tranh giành cái giả quý vị, đấu đá tranh giành tới đi đọ thôi. Mình mừng lắm quý vị ơi, mình mới được nghe Phật pháp, mình nghe sự nhắc nhở tu hành giải thoát, mà mỗi ngày còn có được 3 buổi cơm ăn mà nó không có nặng nề. Chứ nếu như không, con người cứ đi dành 3 buổi cơm, dù có cũng đi dành, sợ người ta lấy 3 buổi cơm của mình. Mà nhiều thì đi chắc chứa, để sợ một ngày nào hết đi rồi sao. Từ trong cái danh cái lợi mà nó đẩy người ta đi vào tam đồ ác đạo. Nên con người mình nếu mà mình mà không phát Phật tánh đó quý vị, những đức nói với vị nghe, con người mình nó sẽ ác. Nên phương pháp mà phát Phật tánh bằng cách niệm Phật là cách hay nhất thật sự. Những đức nghe nói bây giờ nhiều khi bên ngoài
Người ta mà khi mà nó bắt cóc con người mà nó bán nội tạng, giỡn đâu. Nó bắt đầu nó vì kiếm tiền nó đâu, nó tạo nhiều cái đó chứ. Nó từ từ nó cướp bóc này cho quý vị coi. Không giỡn đâu. Đó. Nên mình mỗi ngày biết đủ thường vui. Có khi mình đang ngủ gì á, ở trong nhà đang ngủ gì đó, ai biết được nửa đêm nước ở đâu mà nó ào ào vô, mình không biết. Cái kiếp nạn của nhân sinh này, cái quốc độ này là như vậy mà. Có ai dám nói rằng cái nước của tôi là chắc chắn nhất không? Có khi nó ập vô là nó ập vô. Rồi có những người nói cái đê của tôi là chắc nhất, chưa chắc nữa nghe. Không dám tin vào cái dụng cụ thế gian đâu. Thật sự mà nó muốn vứt cái nào nó vứt. Mà cái cõi này nó là như vậy mà. Cái quả địa cầu nó cũng như là một cái chảo, xây tới nghiêng lui. Bây giờ nó đang bằng gì thì không sao. Một ngày nào tự nhiên mặt biển nó dâng cao lên, cái vị trí mà đất bằng nó hạ xuống thì nước tràn chứ sao. Có người sống trong quốc độ này, mình cũng như là một tổ yến, như tổ kiến vậy. Nghĩa là nước nó ập vô nó trôi mình đi vậy. Nhìn mình thì nhìn cũng đông đông bự bự người gì, nhưng mà nhìn như đối với cái sóng biển thì nhìn mình như kiến. Nó tràn vô nó đùa mình cái là xong. Nó mình ập mình ở trong cái nước biển này, dâng trào. Lúc đó cha con và mẹ con gì, anh em gì, ai nãy nấy lo mạng nấy, chứ ai mà giúp cho ai được. Nhưng Đức nói cái chuyện vô thường trong cuộc đời, nội mà cái chuyện bệnh hoạn thôi. Chúng ta mỗi người nó không có thể nào chia cho nhau được. Nên á, bây giờ mình gặp Phật Pháp, quý vị đừng có đi long nhong nữa. Hãy cố gắng nghe Pháp, tu mỗi ngày siêng năng đi. Nhìn thấy trước mắt là bắt đầu là cái khổ sẽ đến với chúng ta nhiều rồi đó. Những Đức thấy mà như chùa chiền mình, lúc trước những Đức thấy cái mức tiêu dùng trong chùa mình cũng nhiều, nhưng mà cái mức thu nhập cũng cao. Nhưng mà những Đức thấy càng ngày cái mức thu nhập trong chùa mình kém là nhiều, mà cái mức chi dùng của các cụ thì không có hạ xuống được. Thì vì biết 2000 con ngựa đâu có đơn giản. Có khi những Đức cũng suy nghĩ tới, nhưng mà thôi, chuyện này chắc cũng phải phòng cái phạm vi mình phải suy nghĩ được đâu. Thôi mọi người mình cố gắng mình phiên ta niệm Phật, cứ sống làm sao những ngày tháng cho nó đặc biệt là hay nhất. Còn quý vị thấy nhà mình có 2-3 người, quý vị còn lo quá trời, không chỉ đây nó 2000 ngựa, bao nhiêu việc phải lo. Nội mà điện đài không tháng mấy trăm triệu. Nội mà xe này nó đi nguyên dàn xe này, mười mấy chiếc xe hơi, quý vị nghĩ một đoàn xe nó đi cả ngày. Nó, mỗi người đâu phải ai cũng tự giác được đâu. Nó, có những cái chạy đi mua cái bù lon cũng xách chiếc xe hơi chạy đi mua. Có người đâu phải ai cũng tự giác được đâu quý vị. Người ta đâu có trả tiền, mình là người chi tiền, người ta đâu có biết điều đó. Trong cái cuộc đời này ai cũng có cái khó, nhưng mà để hiểu nhau về cái khó, việc đó khó. Thật sự khó. Nên mình là người tu hành, cái đặc sắc của mình là gì? Tin sâu nhân quả. Và thêm cái, có những cái phạm vi bản thân mình lo không có được, mình cứ làm việc cho Phật Bồ Tát, để Phật Bồ Tát sắp xếp. Nếu con người mà biết mà nghe lời thì nó tốt, nó lâu dài. Nhưng con người mà nó không biết nghe lời thì một ngày nào kiếp nạn nó đến chắc chắn luôn. Nó giống như mà trong kinh Phật mà nó dạy tất cả chúng sinh mà biết nghe lời thì kiếp nạn quá dài. Mà con người nó đâu có nghe lời đâu quý vị. Có nhiều người người ta còn phỉ bác Phật Pháp là mê tín. Nhưng mà nó phỉ bác Phật Pháp mê tín nó cũng có lý. Thì chính cái người học Phật chúng ta nó mê nhiều quá, ai mà chấp nhận mình được. Quý vị nhìn đi, bây giờ cái góc độ học Phật quý vị đâu có tùy tiện mà tin được. Có nhiều chuyện người ta làm trong Phật môn mà nó làm lạ kỳ lắm. Chính bản thân mình nếu mà mình mà không may mắn mình gặp được một tiêu chuẩn thì bản thân mình cũng phỉ bác Phật Pháp, mình không tiếp nhận Phật Pháp đâu quý vị à. Tại vì người hoằng đạo với đạo nào hoằng người, mà cái người hoằng đạo nó lại làm những cái chuyện lạ kỳ lạ thường thì bản thân chúng ta làm sao tiếp nhận Phật Pháp được. Nên cái người mà hiểu biết một chút, người ta nhìn cái hành động làm của mình, người ta không chấp nhận mình. Có nhiều người mà người ta đi vô chùa tu, cũng có những người lớn, người ta đã từng đi vô chùa tu rồi,
Mà sau này khi người ta phỉ báng Phật pháp là người ta không nhìn luôn, không nhìn mặt Phật pháp luôn. Vì chính người ta vô đạo, người ta ở trong đạo, người ta biết cái đạo đó làm sao, có người hành đạo làm sao trong đó, nên người ta phỉ báng Phật pháp. Có nhiều người lắm, vì không có ít đâu nghe. Nó nên mình nhìn nhận được cái giáo pháp của Phật Đà Thù Thắng, nên những đức muốn làm cái vai trò đơn giản, muốn nói cái chuyện đơn giản. Tại sao một số điều những đức nói thẳng thắn gì mà nhiều người giảng nó đâu có nói gì? Ai mà đi nói mà, giống như bây giờ mình mà nói mình gì, hình thức mình cũng là mình, sao nói mình? Nhưng mà nói mình để gây dựng Phật pháp, thì nhiều người mất niềm tin với hình thức của mình. Thì giờ mình phải nói mình để cho người ta nhìn lại. Thì nói trong Phật pháp vẫn có con người dám nói điều này, hiểu không? Đó không phải là phỉ báng cái Phật pháp mà người mình đâu, mà đó là muốn lặp lại đó quý vị. Muốn lặp lại, vẫn có người nói, vẫn có người thẳng thắn, vẫn có người nhìn ra được Phật pháp cái hay, và chính họ làm có lợi ích để cho người ta nhìn được. Chứ nếu không là nó hình thức không quý vị ơi, nó không có áp dụng được, nó không áp dụng được. Nó, nên quý vị coi nè, trong kinh Vô Lượng Thọ mà cái chương, cái chương 33 nè, quý vị coi lời Phật dạy nè, quý vị coi trong cái nhân sinh này, quý vị thấy lời Phật dạy mà Hòa Thượng Thích Minh Cảnh ngày dịch ra, quý vị thấy nó gần gũi gì đâu, quý vị nghe nè. Người đời cùng tranh những chuyện không đâu, ở chốn đau khổ quá cùng cực này, gán làm kiếm sống. Quý tiện nghèo giàu, lớn nhỏ nam nữ, bị tâm sai sự, quá nhiều lo lắng. Không ruộng lo ruộng, không nhà thì lo nhà, quyến thuộc tài sản có không cũng lo. Được một thiếu một, lo cho bằng người, vừa được chút ít lại càng lo hơn. Lửa cháy nước trôi, trộm cướp kẻ thù, cướp chiếm tài sản, tâm bền chí vững, chấp chặt không buông. Một khi chết đi, bỏ lại tất cả, chẳng mang theo được. Xác thực không? Vì đoạn kinh nó mới rõ ràng vậy mới nghe hiểu chứ. Giống như lời của Phật dạy là phải sát vào nhân sinh. Có những mà kinh văn mà bị coi dịch ra mình tụng có hiểu gì đâu, có tụng hoài tụng không biết cái gì nữa. Nó, nếu mà nói là nguyên văn của kinh á, vì tụng vì có biết gì đâu. Cái văn nó nghịch lại không mà nó biết. Bây giờ có những danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị lại, quý vị lại bao nhiêu năm nay, quý vị có biết cái danh hiệu đó là cái gì đâu. Nhờ được cái câu Quán Thế Âm Bồ Tát mới biết được Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ không có câu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị nghe danh hiệu đó lạ quá, đúng không? Đó là văn kinh nguyên văn chưa dịch là gì. Danh hiệu Quan Âm mà đọc cái gì đó khó hiểu. Thì coi cái lời văn á, xác thực vô cùng, thấy không? Nghèo thì mong cho được có chút đỉnh, mà có chút đỉnh thì càng lo hơn. Không ruộng thì mong có ruộng, mà có ruộng rồi thì mong có ruộng nữa, mong có miếng đất, có đất rồi mong muốn có đất nữa, có nhà rồi mong muốn có nhà nữa. Con người nó không biết đủ, giành giật lẫn nhau, đến khi chết đi mang theo được gì? Lời Phật dạy rõ ràng, đến khi chết đi mang theo được gì? Nên những đức hiểu được một chút. Từ nơi đó mà những đức lo cho 2.000 người mà những đức còn giảng pháp cho vị nghe được, buông xả này kia. Là tại vì những đức biết trong 2.000 người này họ có phước. Còn họ mà không có phước, vì muốn lo cũng không được. Vậy thì bây giờ một mình gánh, mình lo làm gì? Mình cứ làm thôi. Có được mình cứ lo cho họ, mình cứ lo chúng sanh đi. Còn hết thì thôi, ai ép mình, đúng không? Ai ép mình thì trong gia đình quý vị cũng vậy. Nhưng mà do bị khổ là cái gì? Vì cứ nặng gánh, mình làm cha làm mẹ mình phải nặng gánh bày. Ai mỗi người nó cũng có phước duyên chứ. Nó mới đẻ ra đỏ hói, nó chưa ăn được thì mình múm mình cho nó ăn. Nhưng nó lớn lên rồi, quý vị kêu nó ngồi đây, nó không, tôi đứng lên tôi đi. Thì kêu nó gán học, nó không cần học nữa. Thì kêu nó cái nghề này đừng làm nữa, tôi làm mà sao? Bà biết bằng tôi, ông biết bằng tôi hả? Mà trong khi ngày nhỏ, hồi nhỏ nó đỏ hói, nó nằm ngoe 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 vậy đó. Mà càng ngày nó lớn lên, con người nó không đơn giản, đúng không? Nuôi con thấy đi rõ ràng chưa? Nó vậy đó mà mình còn quan tâm cái chuyện là sau này lỡ nó khổ thì sao? Nó đâu có cần quý vị quan tâm tới đâu mà quý vị đi nặng nề. Mà quý vị đi nặng nề mới nói là cái nghiệp.
Mà cái nghiệp á, nó có thể mở ra, mà chính mình lại nhào đầu vào để chịu khổ, mình chịu. Chứ thật sự thì cái nghiệp nó cởi mở ra được. Nên trong kinh á, Đức Phật nói rằng ta đến thế gian để giúp chúng sanh chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Mà mình lại nhào đầu vô cái nghiệp, mình đấu thua là tại nghiệp, biết rằng là tại nghiệp nhưng mà mình không vượt ra cái nghiệp. Như bây giờ những đức lo cho 2.000 người cũng là cái nghiệp chứ gì, gánh nặng 2.000 người là cái nghiệp chứ gì, còn phải làm nhiều chuyện đâu phải chỉ nuôi con người không đâu. Quý vị nói chùa không hư hả? Rồi chùa không có không được, phải có đèn bóng đèn, nó còn phương tiện đủ chuyện. Rồi đâu phải nuôi con người là ăn đậu hũ giống muối tiêu không đâu, phải nấu cái này cái kia cũng đậu hũ, nhưng lại đậu hũ làm món này món kia món nọ đủ chuyện, thấy chưa? Chứ con người nó đâu có chịu yên ăn gì đâu quý vị, nó đủ chuyện ở trong đây rồi, xong chưa xong đâu, phải làm sao cho nó cười nó vui nữa, thấy không? Dễ không đó? Vì thấy nhà bị có 2-3 người mà nó gặp nhau xù xù, thấy chưa, nó có cười không? Mấy người nó cười với nhau trong cái nhà mình á, vậy mà trong nhà người ta đông mà ngày nào cũng cười thì quý vị biết cái người trên phải bao nhiêu phương tiện, bao nhiêu cái niềm vui mở ra được mà làm cho họ cười chưa? Rồi quý vị mà nếu vô đây mà bị buồn thì đâu có vô đây, rõ ràng chưa? Buồn họ cũng không vô đây nữa đó. Ví dụ như lớp đạo làm con bình thường lỡ nói chuyện không, nghĩ ra cách bây giờ phải nấu ăn cho họ ăn thì nó có đồ ăn, nó lỡ đông ngộ vậy đó, thấy chưa? Đó, rồi nói chuyện cái đích thôi và rồi cho nó ăn. Vậy thì nó dẫn dắt một số người mà lạ lạ đến. Ồ, ngộ lắm quý vị. Mà mấy bà trưởng đoàn dẫn cũng dễ nữa. Thí dụ như bà đi đi thứ bảy, nấu ăn công nhận nhà chùa nấu ngon, thầy nói chuyện cũng vui, nói một chút mà thì bà ăn. Rồi xong ra xá bạc đi về, hẹ re đâu có gì đâu cực, vừa rủ dễ. Còn gặp bây giờ mình nói đi lỡ nghe pháp tụi này kia, nó nghe pháp được cái gì không? Nó nghe pháp đi về, nó cái gì đâu được gì đâu. Con người nó phải có cái gì liền quý vị ơi. Con người ta là quý vị biết cái nhân cái quả, nó muốn có liền nó mới làm. Nên cái pháp môn tịnh độ biết vì sao nhiều người tu biết không? Vì nhân quả kế bên, tịnh độ là gần nhất. Pháp môn niệm Phật là mau nhất quý vị. Chịu mà tu tịnh độ vài năm đó là nó có sự thay đổi liền, mau dữ lắm. Pháp môn tịnh độ là cái pháp môn tu mau phát triển nhất. Nên chúng sinh mà tu tịnh độ này nhiều là như vậy đó quý vị. Nhớ đó. Đó là những điều như Đức nói đơn giản, xác thực cho vị nghe, vị để ý đó. Nên á, có nhiều người ta gặp như Đức ta nói vậy nè. Thứ khùng quá trợn mà đi nghe pháp. Giảng tàu lao bác xế không mà sao nó đi nghe ì ì. Thì những Đức mới trả lời lại, những Đức nói rằng vì khùng nhiều quá. Cõi này là nó ba trợn, nó khùng nhiều quá. Bây giờ giảng mà khùng khùng thì nó phải nghe. Quý vị coi nè, quý vị mà giác ngộ, bị bấm lên mạng bị giác ngộ liền. Có những cái câu chuyện tự nhiên nó cầm cái xuống là nó đào con chuột, bắt con chuột, nó chụp con chuột, nó đưa con chuột lên vậy mà mấy trăm ngàn người coi. Vì thấy nó ba trợn chưa? Thì mình biết rồi. À, vậy là mình đánh được cái tâm lý con người nhân sinh cái cõi này rồi. Nó thích tàu lao. À, tàu lao đó. Nên giảng văn tự kinh phải chỉnh đốn để sát vào nó luôn. Rồi lâu lâu chỉ có một câu đẩy vào dịnh. À, chứ nếu như mà nói nguyên văn thế coi, giảng văn kinh không đi quý vị, giảng có giảng hay nó ngồi nó ngủ đó. Bây giờ những đức nói quý vị nghe, mấy người nghe Hòa Thượng Tịnh không giảng mà tỉnh được. Ngày ngồi ngày giảng trong kinh không, họ ngồi nó ngủ. Rồi hay cỡ nào hay mà nó ngủ sao được. Nên mình nhìn ra rằng đúng là cái căn tính nó tào lao nhiều quá. Mình phải giảng cho hơi tào lao một chút, rồi vui vui rồi cho nó cười, nhưng mà nó tỉnh, đẩy tịnh độ vô, dính.
Thấy không? Đó. Vậy mà cái môn giảng của nhân đức gì mà bao nhiêu con người được lợi ích, khắp nơi nơi được lợi ích luôn, ông già bà cả nít gì cũng nghe được hết. Tại vì sao? Nó giảng sát vào nhân sinh. Đó, đó là cái việc á, con người á làm ngành giáo dục trong cái thời cuộc này phải nhìn ra. Chứ đừng có bao giờ cho rằng sở học của mình cao là thành công, chưa chắc. Vì nói cao siêu không ai tiếp nhận được đây. Nó nên á vị nhớ nè, những đức thấy á, như bản thân những đức này, bây giờ cái vai trò những đức giống như là làm ngành giáo dục quý vị, mà làm lớn không phải làm nhỏ. Nhưng mà xin thưa quý vị, vì nhìn hình thức nhận đức nó có giống ông thầy giáo dục gì đâu, mà người ta lại nghe, sức ảnh hưởng lại lớn lạ gì. Còn nhiều người quý vị thấy cái hình thức quá trời giống giáo dục nhưng mà lại giáo dục không được. Lại biết tại đâu không? Cái tâm, cái tâm quý vị, cái hình bên ngoài na ná giống người ta, nhưng cái tâm phát Phật tính thì nó mới cảm hóa chúng sanh. Hiểu không? Chứ không phải là cái bên ngoài mà hình thức ngon đó đâu. Ôi ơi, cái hình thức ngon đó vì chưa chắc phát triển Phật pháp đâu. Vì con người bây giờ tiếp không nổi, dối không tớ. Nên quý vị phải là hình thức giống giống họ, nhưng mà trong thâm tâm quý vị phải thật sự hơn họ. Cái tâm quý vị phải thật sự phát hơn họ. Họ phát một, quý vị phải phát 1000, ảnh hưởng liền. Ảnh hưởng liền gì đâu. Bây giờ quý vị tính trong gia đình quý vị nuôi 2 người, những đức nuôi bao nhiêu người, thì quý vị tính ra phần trăm thì những đức phát bao nhiêu tâm đối với quý vị. Mà con người này ngày xưa nó phát với ai mà nó học Phật nó phát tâm được như vậy? Mà đâu phải trong chùa không đâu, những đức còn nghĩ luôn tới cái người xã hội vô, nghĩ bao nhiêu chuyện đó, thì quý vị biết nó phát Phật tâm. Mình học Phật gì sao mình không có kết quả? Vì cái tâm Phật nó không phát được quý vị. Nó bị mê mờ trong cái hàng rào bó buộc. Mê mờ nó bị một gia đình nhỏ buộc chắc lên luôn. Buồn, giận, hận, trách đủ chuyện. Để nó buộc mình lại, mình không cởi ra được. Quý vị thấy buông ngang cái giận, buông ngang cái hờn, buông cái quán thù, buông cái đụng chạm. Dù niệm Phật đó, cái miệng ai với đào Phật, ai với đào Phật, ai với đào Phật, mà ai đi ngang cái có không? Vừa niệm Phật lễ Phật gì ngon lành gì đó, nó mà nghe ngoài kia gì đập bon 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 ngoài kia là tao mà lễ Phật xong ra mày biết tay với tao. Vừa niệm Phật lễ Phật là cái tâm nó sanh ra vậy đó, nó không phải giỡn đâu. Hoặc là đang ngồi niệm Phật gì mà chồng ngoài nó nhậu nó này nó kia mà lỗ tai lắng nghe. Cái miệng thì nè, cái miệng thì ai với đào Phật, ai với đào Phật mà lỗ tai vậy nè. Quý vị hãy bình tĩnh mà suy nghĩ. Cái vi tế của cái tâm nhớ Phật vì nhỏ quá, mà cái thô tâm mà nghĩ đến cái chuyện ông chồng thì lớn. Thấy chưa? Cái thô tâm mà nghĩ đến ông chồng, nghĩ đến con cái nó lớn. Còn cái vi tế mà nghĩ đến Phật nó nhỏ quá. Nó là vi tế nhớ Phật quá nhỏ. Miệng nó niệm Phật thì chắc chắn tâm mày có nhớ Phật, nhưng cái tâm vi tế nhớ Phật nó nhỏ. Còn cái mà nghĩ đến chồng, đến con, với gia đình nó lớn quá. Nó chỉ cần phớt ngang thôi là nó nghĩ sâu sắc liền. Quý vị coi bây giờ mình ngồi vậy mà mình tưởng hình ảnh của Phật đi, nó lờ mờ, nhưng quý vị tưởng hình ảnh của chồng thì dễ cực kỳ luôn. Thử đi, phải không? Thì cái thô tâm mà nghĩ đến thế gian Pháp mạnh quá. Còn cái vi tế mà nghĩ đến sức thế gian Pháp mỏng quá. Mình mới nói là thiện căn mình cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dày. Mà không phải pháp môn tịnh độ này, vậy pháp nào độ quý vị? Nghe câu quan trọng đó, thấy không? Nghe câu quan trọng để biết mình tu cái pháp nào. Nên tại sao có những người giảng pháp, họ nói hoa chờ rơ rụng, họ giảng kinh khủng luôn. Những đức cũng đã từng đọc qua những sách vở của Chu An Sĩ, giảng về giới tà dâm đủ chuyện, càng giảng thì nó càng dâm, nó kinh khủng như vậy đó.
Hồi xưa trẻ trẻ trong chùa tu càng giảng, những đứa gặp những đứa hỏi họ, những đứa hỏi họ sợ không? Nó sợ lắm, nhưng mà bị khống chế. Còn cái tâm nó lại phát mạnh hơn nữa. Rồi thấy mình tu không được rồi, bức. Sau này những đứa mới nghĩ ra, trời là trời, con người bây giờ rõ ràng không nói văn tự này được rồi. Không phải là làm cho nó sợ mà nó tránh đâu, mà là nó sợ nó nghĩ tu. Nó sợ quá, nó nghĩ cái đó là tạo tội nghiệp. Thà không cần nghe còn khỏe hơn nghe mà như vậy nữa. Không làm được, ghê không? Nên sau này nhiều người hỏi với Đức, tại sao thầy không giảng giống mù lần? Nó thôi, tôi giảng giống mù lần chắc mấy đứa trẻ trong chùa nó đi hết trơn quá. Vì nó bị khống chế cái tâm, nó bị đè phục mà nó làm không được. Nó cứ khởi tâm hoài, nó nghĩ tu mà khởi tâm gì đâu có kết quả. Thà mà đừng nói việc đó, để cho nó đè im, nó nằm im. Giống như cái mục ghẻ, đừng có lấy cây đâm thọc vào, cứ để nó im tự nó lành. Còn mình cứ lót lên hoa đẹp đổ trên đi, để từ từ hoa nó dày lên thì nhìn thấy hoa một ghẻ ở dưới tự lành. Không đơn giản đâu quý vị à. Tôi đi tìm hiểu đó quý vị. Ngày xưa bị nghe tôi chia sẻ mà, tôi nói dữ lắm về cái việc mà những cái giới đó. Đọc sách Chu Quan Sĩ tôi đọc qua hết mà chàng, đâu có tôi không biết. Sau này tôi không nói ra là tôi biết căn tính con người bây giờ. Nên Phật mới chỉ điểm là thờ mộc pháp niệm Phật thành tựu, đừng có nói cao xa gì, không có làm được. Nhưng mà nó diễn cảnh quý vị ơi. Nó càng học thì nó càng diễn. Giống như đi đồ ngay ngắn, đồ làm cái hình, nhưng mà phía sau là hoàn toàn khác. Cái đó nó mới kinh. Nên khi ai mà vô trong chỗ đó là mất tính tâm hoàn toàn. Thà quý vị hiện cái cảnh đừng có gì, mà để cho người ta thấy quý vị bình thường. Lỡ quý vị cái gì người ta cũng đỡ mất tính tâm hơn, đỡ mất tính tâm hơn. Đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là tôi đã tìm hiểu, tìm hiểu đi hỏi han kỹ dữ lắm. Tìm hiểu ngày xưa tôi giảng những cái bài giảng ngày xưa mà về những cái việc mà giới dâm đồ này kia. Xong tôi đi tìm hiểu, tôi hỏi nhiều người lắm. Nhiều người nó nghe thì đáng sợ lắm mà thật sự không muốn nghe. Vì cái tâm của mình nó cứ như vậy mà bây giờ nghe nó bị mà thổn thức cái tâm mình quá. Rồi nó đá ngược lại cái tâm mình. Nên sau này những đứa cứ nói niệm Phật không vậy mà chùa mình nó im re. Người nào nó cũng ở im re mà quanh năm nó không đi đâu. Những đức thấy có một cái vị này, ông giảng những cái điều đó nhiều, nhưng mà lính ông toàn là lính cao thủ mà giọt cái chân, bức quá trời luôn. Vì sao? Vì nó bị thổn thức quý vị. Nó cố gắng quá mà nó làm có được, rồi nó quay ngược lại mình là mình làm cực quá mà không được gì. Thôi mình chơi luôn, bỏ đạo luôn, rớt. Toàn là dân cao thủ rớt không. Thấy chưa? Quý vị thấy trong một thời với tôi mà những anh em ngày xưa nhiều quý vị biết cũng nổi bật lắm, rớt đó. Rớt đó quý vị. Còn tôi khùng khùng điên điên nhưng mà đậu tới bây giờ. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng luôn á, mà người ta là chánh không đó nghe quý vị. Người ta chỉ phải chánh không có được gần gũi nghe. Còn tôi là gần gũi không mà tôi tới bây giờ. Có gì đâu, gần gũi với nó quen luôn rồi. Giết rồi nhìn thấy cũng giết chai con mắt rồi, không còn cảm giác. Còn nó không có được nhìn, chặn nó hoài nó không nhìn quý vị. Khi nó nhìn là nó chớp luôn. Nên nó rõ ràng quý vị ơi, trong cái cõi này chỉ cần gầy dựng cái tâm niệm Phật mà muốn gì cực lạc thôi thì nó vượt qua hết được. Đừng có nói dòng do. Dòng do nó bức đó quý vị. Dòng do nó lạc lối, nó yếu cái tâm giảng sanh, rồi nó mới phạm vào những điều đó, rồi nó bức luôn cái tâm của mình. Trời, cái cõi này đừng có nói mà sửa được những cái điều đó, chỉ có niệm Phật mới được. Cái công đức niệm Phật, trong cái công đức niệm Phật nó có một cái sự gia trì, và trong công đức niệm Phật có pháp âm điều chỉnh tâm. Nên trong cái câu Phật hiệu không đơn giản, phải niệm Phật mới được. Mà xin thưa quý vị nghe, nó tồn tại lâu dài nghe. Quý vị mà lôi ra cái hình thức này hình thức kia đi, như bây giờ những đức nói quý vị, bây giờ kêu hiếu với cha mẹ, gửi chân gửi cẳng gì nó làm mới sợ. Làm được lâu mới sợ đó. Nhưng mà khi làm đó nó cảm động, nó khóc ghê lắm. Khi làm đó nó thổn thức cái tâm hiếu của mình lên ghê lắm. Nhưng mà chỉ có lúc đó thôi. Nhưng khi nó trở về, nó bị áp đặt xã hội, cuộc sống, nó không có làm điều đó được. Và cha mẹ cũng không thể nào để cho con làm điều đó với mình được. Vì bản thân mình không có đủ cái đức để cho con mình làm điều đó với mình. Thử xem lại đi, phải không? Tôi bây giờ mà tôi nói thiệt, bây giờ tôi làm thầy, người ta tôi dạy người ta bao nhiêu người. Từ khi tôi nằm liệt giường liệt chiếu, nó gửi chân giùm cho tôi thì tôi im, tôi không có được nói gì.
Chứ tôi mà còn phải khỏe mà nó gửi chân tôi, thôi mày đừng có gửi chân cho tao. Vì tao đâu có gửi chân cho thầy tao đâu mà mày gửi cho tao à mày. Nó không đủ quý vị ơi, không đủ cái căn đó. Nói mày chỉ cần nghe lời tao niệm Phật, mày nuôi mấy bà già, mày sống cuộc đời có ý nghĩa là mày đã trả ơn cho tao đủ rồi mày ơi. Đó, vậy là được rồi. Không có đòi hỏi nữa quý vị ơi. Từ khi sau này mình già cả liệt giường liệt chiếu gì đó thì cái chuyện đó tùy duyên. Nó, nhưng mà quý vị muốn mà tuổi già quý vị mà không đến nỗi mà gọi là ăn ỉa gì tại chỗ. Nói câu văn từ Việt Nam cho nó dễ. Hiểu chưa? Thì quý vị bây giờ cố gắng con đường này đi cho đẹp đi. Quý vị mà đi không đẹp thì quý vị tuổi già vì sẽ thấy thê thảm. Từ khi sinh ra nuôi bị khôn lớn, quý vị hãy đi con đường này cho đẹp cuộc đời đi. Có nhiều người họ không hiểu đi đẹp là đi sao thầy. Trời ơi, nó tưởng đâu đi đẹp là đi chơi. Đi đẹp là đi sao? Là quý vị ăn chay niệm Phật sống thiện. Những gì tổn hại người mình đừng có làm. Những gì mà lỡ mình mà lỡ người còn có thể làm được. Những cái gì mà lỡ mình mà hại người đừng có làm. Hãy cố gắng đi đẹp đi. Cả đời niệm Phật đi. Tuổi già quý vị không có tệ đâu. Chắc chắn không có tệ. Còn nếu không quý vị biết không, nó thê thảm đừng có nói nữa. Đây tôi nuôi người già mà tôi nói mà không tin nữa thôi, tin không? Tôi nuôi người già nó rõ ràng luôn. Tôi xác thơ nút mà không biết nữa. Thôi nó. Nên có mấy cô nuôi mấy bà già. Một người nuôi 30 bà già. Thì có một cô lỡ nói: thầy thầy, cái bà này bà nuôi mấy bà già, lâu lâu bà sân si. Những đức hỏi: vậy bà đi nuôi 30 bà, có bà si sân sao? Bà mà nuôi 30 người bà si bà tiểu tiện luôn chứ đừng nói mà săn. Nói chuyện trên trời dưới đất, đúng không? Mình ngoài đời có người cha người mẹ, mình có tiền mình mướn người nuôi mà có một mà mẹ mình mà nó nuôi mà nó nuôi chẳng ai phai cũ mà nó còn muốn nghỉ làm hoài. Mà bây giờ mà mướn người nuôi người là tốn tiền nhiều lắm. Nuôi cực lắm. Vậy mà một người mà nuôi mấy chục bà già, cơm nước rồi thay đồ rồi đi tắm rồi đi giặt đồ, quý vị nghĩ sao? Một hai người mà nuôi mấy chục người, quý vị nghĩ sao? Mà trong khi mấy bà già đâu đơn giản đâu. Cái nghiệp của bà nó câu thông với cái nghiệp của mình. Nên làm gì phàm phu mà không sân si. Nếu mà không sân si chắc mình là Phật xuống quá. Trời ơi, đúng không quý vị? Phải thông cảm cho người ta chứ. Nên mấy cô mà nuôi với bà cụ già mà lâu lâu mà bả lì mà giả vô đùi vô tay bả mấy cái gì Đức nói, mấy cô tùy mấy cô à. Cái tâm mấy cô miễn làm sao mấy cô thương mấy bà già bằng một cách giúp bả thôi. Đừng có một cái tâm ác ý với bả thôi. Cả bản thân tôi làm như mấy cô tôi làm còn không được, sao tôi dám nói mấy cô được. Mấy cô phát tâm vậy là quá dữ rồi. Mấy cô không lãnh lương một cắt bạc nào hết trơn mà mấy cô làm với mấy bà cụ vậy là tôi biết mấy cô phát tâm dữ lắm rồi. Nên đừng có cái người bên ngoài đi nói này nói kia làm chi. Trời ơi, có lãnh một cắt nào phải chi người ta không cần nuôi người ta đi về. Ngu gì nuôi người ta chọn công việc khác trong chùa. Vậy mà ta lao đầu vô người ta lo cho mấy chục bà già. Mỗi ngày phải ngủ chung với mấy bà nữa. Nửa đêm cái là bà tiểu tiện phải dẫn bà đi. Rồi bắt đầu nửa đêm phải thay này thay kia cho bà. Đâu có đơn giản quý vị. Nên từ nơi đó cái phát tâm nó khó lắm á. Cả cái người tu hành bao nhiêu chục năm á, dù nói trên trời dưới đất. Thử đi nuôi một bà thế coi. Đừng nói chuyện dẫn chứ. Nó nên từ nơi đó những đức nó công nhận người ta là cư sĩ mà cái tâm ta phát ghê thiệt. Tâm phát ghê thiệt. Quý vị biết không? Hồi xưa mà những đức trên Đà Lạt á, những đức nhận 100 người yếu nằm một chỗ đó. Mà cái ban tổ chức mà những đức gây dựng ra ghê lắm. Có những con người mà những đức phải tâm phục khẩu phục mà lại họ luôn á. Vì tin là cơm mấy bà già ăn mà phun ra họ họ hốt lên họ bỏ miệng họ ăn. Nghĩ con người là con người gì mà thấy ghê vậy. Tôi nói tôi không thể nào làm được điều này luôn. Tôi nói thiệt luôn. Tôi phải tâm phục khẩu phục họ.
Nói quý vị biết rằng còn cơm ăn mấy bà già mà ăn dư cơm là họ ăn hết. Chén cơm ăn phun phèo phèo vô là họ ăn hết. Đây là rõ ràng tôi thấy nè. Nên mười mấy năm nay Đức đi tu, tôi nói thiệt, tôi là nuôi người già, tôi nuôi thiệt nè. Chứ không phải là tôi chỉ là phát tâm cái bên ngoài tôi làm thiệt đó. Tôi là sâu sắc luôn, tại sao mấy bà già bà thương tôi dữ vậy? Thì tôi sâu sắc thiệt lòng mà. Đối với anh em, đối với người phục vụ ở trong chùa, tôi quan tâm từng chút luôn. Đến mức mà cái phòng họ ngủ mà tôi còn vô tôi coi. Tôi còn sắp xếp đến cái mức mà nhà vệ sinh trong phòng, đi xong đóng cửa lại, đừng có mở cái cửa chàng quạt mà mùi hôi nó hôi nghe. Phải chỉ từng chút, từng chút, từng chút, để cho họ được nghỉ ngơi thoải mái, để họ lo cho mấy bà già. Cái mức vậy luôn quý vị. Phải đơn giản đâu. Phát cái tâm này không đơn giản đâu quý vị à. Nó phải chịu khó, chịu cực. Khi đêm mà 11, 12 giờ khuya, nó đi vòng vòng coi mấy bà cụ. Giờ đó người ta ngủ hết, nó đi vòng vòng coi. Nên việc trong chùa Đức nắm được biết việc này chuyện kia. Trời ơi, bằng đêm bằng hôm nhiều bà già đâu có ngủ được đâu. Đâu có ngủ được. Già mấy vị xa con xa cháu, nhớ con nhớ cháu. Dù là gần mình thương nhiều vậy, nhưng mà vẫn là cái tình mẫu tử. Con cháu người ta nhớ mà nó đâu có vô thăm. Từ nơi đó mà ngồi buồn hiu, có nhiều khi ngồi ngay gốc cây, mình đang đi mình nhìn cái mình cũng hết hồn, mà tưởng đâu ma. Hỏi sao bà ngồi đây bà cụ? Nó ngủ không được. Một là nhức tay nhức chân vì tuổi già, hai là già ít ngủ lắm, ba là cũng nhớ mấy đứa con cháu phương xa, không biết bây giờ nó làm sao rồi thầy á. Cái việc này mà kẻ phàm phu làm sao trách nó được, hiểu không? Nên mỗi một con người mình nghe những cái điều này để nhìn được vô thường của một đời người. Sanh ra lớn lên đi một vòng, những đức nói nhìn người già y gan con nít, ăn uống đổ tháo rồi ngộ lắm. Có nhiều bà già quý vị biết rằng đâu phải bà già nào cũng tỉnh hết đâu. Có nhiều bà già mê bà đi ra phân xong chưa kịp thay tả bà móc ra bỏ vô miệng ăn lại. Nuôi người già tôi nhìn rõ ràng luôn nè. Rồi mình mới nhìn ra bản thân của mình, cuộc đời mình đi tranh giành cái gì, giành giật cái gì trong cuộc đời này quý vị. Nó bao nhiêu nước trên thế giới đó, hay hoặc là cái chung cư mini ở miền ngoài đó, dù tạo ra cực khổ nó cháy một phát, bây giờ ông chủ đó không biết làm sao. Đừng nói chuyện điển chơi. Rồi một cái đất nước gì Libin gì đó, Libi á, nó dập một phát cả cái thành phố binh địa như là một bãi chiến trường, như Quang Du vậy coi. Nó tạo ra bao nhiêu năm cực khổ chưa. Nên con người chúng ta tích lũy thì khó lắm, mà nó dập thì mau lắm. Nên con người khôn trong cuộc đời này, tu phước tu duyên để đổi qua cái phiếu công đức phước báo là khôn nhất trong cuộc đời này. Nó thiệt á. Tôi nói rằng cuộc đời tôi không phải tôi nói tốt gì, tôi nói thật lòng. Từ đây cho tới ngày tôi chết, tôi sẽ làm hết lòng đối chúng sanh cho mà thấy. Làm tới luôn, không chạy đâu. Từ khi tôi hết duyên á, quý vị hết phước tôi hết duyên đó. Còn quý vị có phước rồi tôi làm hoài. Quý vị cố gắng tu đi, thì tôi ở đây lâu. À, còn không cố gắng tu là tôi biến á. Đừng nói chuyện giận chơi là biến thiệt á. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy rõ ràng không? Từ khi tôi đi đến đây tới giờ, cái nhân duyên quý vị nó đặc biệt. Cái khu vực này mà quý vị đến đây bị tu, nó được lợi ích, quý vị biết nhiều nói đúng không? Nó nghĩ ra rất nhiều cách mà. Nên có cô kia, cô bình luận, cô nói một câu: Hòa Thượng mình đây với thầy Giác Nhàn có đệ tử như tôi là được lắm rồi đó. Có người ta nhắn tin ta nói vậy đó. Không, nói thiệt quý vị biết tôi ngang ngang vậy đó. Nhưng mà tôi gan á. Khi tôi làm việc cho chúng sinh là tôi nhiệt tình thiệt á. Không bị giỡn đâu quý vị. Cái chuyện mà nói mà 3-4 ngày lễ Quan Âm, nhiều người nói tôi nói này kia. Nói trời ơi, quý vị lễ thử đi rồi quý vị biết. Lễ đi rồi mà biết. Đừng có nói chuyện giỡn. Nhiều nơi có 500 danh hiệu mà lại một ngày mấy lần. Tôi làm chi mà cực với gì? Tại vì tôi nói rằng dù cỡ nào của ông thầy hướng dẫn ta tu, muốn nói cho người ta nghe thì bản thân mình phải hơn người ta làm sao kìa. Mà hơn người ta này không phải vì danh vì lợi, mà con người ta nó cũng vì danh vì lợi, mình phải hơn người ta nữa mới độ người ta được. Vì nói vì không làm, nói nó không có nghe đâu.
ngồi cho nó không nghe. Mà tôi là tôi nói thiệt, tôi làm thiệt. Nội mà cái chuyện mà trong gần 10 năm chờ cộng tu mà chưa có một ngày vắng mặt, giảng pháp một năm như một ngày, để biết cái tâm quyết của Đức nó cỡ nào chưa. Nó quá tâm quyết luôn á, nó mới làm vậy đó quý vị ơi. Sáng mà ngủ thức dậy mà như thứ bảy này là giảng hai bài pháp xong rồi, bắt đầu giờ này nói chuyện nữa. Cái miệng nó không lành da non mà à, miệng không lành da non, nói với người cũng có chúng người ta chữ, dùng cái thứ nhiều chuyện nhiều điều nói hoài, miệng không lành da non thôi kệ nó đi. Trong cái cõi đời này ai mà thương hết quý vị, có như khi nói người thương thì ta hiểu, còn người không thương thì ta chữ. Cái việc này mình cũng từng chữ người ta, giờ người ta chữ lại thôi à, vậy đó, cố gắng. Ôi, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này chúng ta nguyện gặp ở Tây Phương Cực Lạc nghe. Hay giờ đâu rồi. Bây giờ mình đọc 12 lời đại nguyện này quý vị. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, và buông xuống cái tâm buồn giận người khác, luôn luôn nhớ Phật, để đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đúc này hướng
về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.